Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 89. Mặc dù quan hệ của Phùng Tiếu Thiên và Phùng Thiên Hựu không tốt lắm nhưng Phùng Thiên Hựu vẫn là một thành viên của nhà họ Phùng. Em họ của hắn bị giết cũng xem như khiến hắn mất mặt. Trước đây Phùng Tiếu Thiên còn mong người Hằng Sơn sẽ ra mặt cho mình, nếu đổi lại là trước đây, Hằng Sơn chắc chắn không do dự mà đồng ý. Nhưng vì trước đó Tiêu Chính Văn đã giết Lữ Thanh Phong nên Hằng Sơn cũng rất thận trọng trong chuyện này. Dù sao nhà họ Phùng chỉ là thế lực bên ngoài của Hằng Sơn, dĩ nhiên Hằng Sơn không thể đưa mình vào chỗ chết chỉ vì nhà họ Phùng. Thế nên Hằng Sơn không suy nghĩ gì đã từ chối yêu cầu báo thù cho em trai của Phùng Tiếu Thiên, hơn nữa còn nói với Phùng Tiếu Thiên rằng sau này bảo người nhà họ Phùng khiêm tốn lại. Câu trả lời này của Hằng Sơn có thể nói là khiến Phùng Tiếu Thiên rất ngạc nhiên. Nhưng ông trời không tuyệt đường sống của con người. Trước đó con trai của viện trưởng học viện kiếm thuật Thiên Sơn Lạc Trường Sinh là Lạc Tề Anh từng bàn bạc với hắn cùng bôi nhọ Tiêu Chính Văn, với điều kiện phải đuổi được nhà họ Lãnh ra khỏi tỉnh Xuyên thì mới cho nhà họ Phùng gia nhập vào học viện kiếm thuật. Bây giờ nếu Hằng Sơn đã không chịu trả thù cho Phùng Thiên Hựu thì Phùng Tiếu Thiên cũng mặc nhiên lao vào vòng tay của Thiên Sơn. Yên tâm đi, em trai anh nhất định sẽ không chết vô ích, bắt đầu hành động theo những bước tôi đã nói với anh trước đó. Lạc Tề Anh cười khẩy nói. Hắn vừa dứt lời, vừa phòng mở ra, có mấy người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Mấy người này chọn bừa ra một người cũng là nhân vật có máu mặt. Người đi đầu là Hàn Thiên Vũ. Người này cũng là con trai trưởng của một viện trưởng ở Thiên Sơn, hơn nữa vị viện trưởng này còn là cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương vừa quay về từ ngoài lãnh thổ. Ngoài ra còn một đứa con riêng của thủ lĩnh Hoa Sơn là La Chí Dũng. Bây giờ chọn bừa một người trong số những người này đều là sự tồn tại uy hiếp một phương ở Hoa Quốc. Anh Lạc, có sự giúp đỡ của anh Phùng, tôi nghĩ kế hoạch của chúng ta sẽ có thể có kết quả hoàn hảo nhanh thôi, Hàn Thiên Vũ đắc ý nói. Đúng thế, giờ anh Lạc là đối tượng đào tạo trọng điểm của Thiên Sơn, nếu có nguồn tài chính ở thế tục thì sau này chúng ta có thể dựa vào anh Lạc được rồi. La Chí Dũng cũng nói hùa theo. Hừ, dù Tiêu Chính Văn có trốn ở đâu trên thế giới này, tôi cũng phải lôi hắn ra cho bằng được. Năm đó hắn không thèm nói tiếng nào đã hủy hoại học viện kiếm thuật Thiên Sơn, không trả được thù này thì Lạc Tề Anh tôi thể không làm người. Lạc Tề Anh vừa nói vừa bóp nát ly rượu trong tay. Hiện giờ Lạc Tề Anh đã nhanh chóng đột phá cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao sau khi có được toàn bộ tài nguyên của học viện kiếm thuật Thiên Sơn. Trong các đệ tử của năm đại danh Sơn thì hắn đã trở thành một ngôi sao mới đầy tiềm năng. Nghĩ đến năm đó cảnh giới của Tiêu Chính Văn cũng chỉ là cảnh giới thiên thần một sao, dù có linh khí khôi phục, Tiêu Chính Văn vừa không có tông môn giúp đỡ vừa không có gia tộc ủng hộ, không thể đột phá nhanh đến thế. Thế nên Lạc Tề Anh tự cho rằng, chỉ cần tìm được Tiêu Chính Văn thì với thực lực của mình chắc chắn có thể giết được anh, sau đó lập công lớn cho Thiên Sơn. Như thế hắn có thể nhận được sự quan tâm của cả Thiên Sơn, từ đó có nhiều tài nguyên hơn, càng nhanh đột phá đến cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao. Đến lúc đó, hắn có thể tự hào mình là người trẻ xuất chúng của cả Hoa Quốc. Trước đây tên Tiêu Chính Văn này là ác mộng của Thiên Sơn, nhưng bây giờ ngay cả Lạc Tề Anh hắn cũng có tự tin khiêu chiến với Tiêu Chính Văn. Nghĩ đến đây Lạc Tề Anh không khỏi nở nụ cười đắc ý. Xem ra đúng là thế đời vô thường. Người từng ở trên cao, khiến hắn phải ngước nhìn bây giờ cũng chỉ xứng đáng bị hắn dẫm đạp dưới chân, làm một hòn đá đệm chân trên con đường phía trước mà thôi. Bây giờ hắn một lòng muốn một bước lên đỉnh cao, dù Lạc Trường Sinh luôn nói với hắn đừng hống hách khinh thường nhưng Lạc Tề Anh lại cảm thấy bố mình gan bé quá. Mau làm theo những gì tôi nói với anh. Lạc Tề Anh đã không đợi được nữa rồi. Phùng Thiếu Thiên cũng không nghĩ nhiều, đứng lên đi ra khỏi phòng. Với địa vị trong giới giải trí hiện giờ của gã, muốn bôi đen Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi. Phùng Tiếu Thiên đi ra khỏi biệt thự, ngồi vào xe của mình, người đại diện vội quay đầu lại nói, cậu Phùng, giờ chúng ta đi đâu? Quay đầu sang nhìn người đại diện, Phùng Tiếu Thiên nghiến răng nói, anh Triệu, tiếp theo chúng ta có thể phải làm một việc lớn, nếu anh sợ thì có thể lùi bước. Dù sao gã sắp phải đứng về phe đối lập với vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Đồng nghĩa với việc hoàn toàn trở mặt với giới chính trị, hoặc sự nghiệp của gã cũng sẽ kết thúc tại đây. Thế nên gã mới hỏi người đại diện lần cuối. Cậu Phùng, cậu nói gì thế,
chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia mà. Người đại diện quay sang nịnh bợ nói với Phùng Tiếu Thiên. Cho đến khi Phùng Tiếu Thiên nhìn thấy vẻ mặt kiên định của người đại diện thì mới gật đầu, vỗ vào ghế lái nói, về công ty. Nhìn Phùng Tiếu Thiên đi khỏi rồi Lạc Tề Anh mới bưng một ly rượu vang quay về sofa, ngồi xuống cười nói, Tiêu Chính Văn à, e là anh có nằm mơ cũng không ngờ tôi sẽ lên kế hoạch vung lưới bắt anh nhỉ. Đúng là đáng mong đợi, vua Bắc Lương được người người tôn kính bị người khác đạp dưới chân sẽ như thế nào đây? Lạc Tề Anh càng nghĩ càng cảm thấy sung sướng, thậm chí hắn đã ảo tưởng đến cảnh tượng mình dẫm lên khuôn mặt Tiêu Chính Văn, được vô số truyền thông phỏng vấn. Đêm hôm đó, Phùng Tiếu Thiên thông qua cuộc họp báo vạch trần việc Tiêu Chính Văn thản nhiên để cấp dưới cũ của mình giết người vô tội. Hơn nữa Phùng Tiếu Thiên trước ống kính khóc đến sưng cả mắt, liên tục khóc thương cho em trai mình trước ống kính, còn nói em trai mình là một người hiền lành, tuổi trẻ tài cao. Cấp dưới của Tiêu Chính Văn chỉ vì không thích cách làm việc lương thiện của nhà họ Phùng đã giết hại em trai gã một cách tàn nhẫn. Tin tức này lập tức nổ ra một cuộc bàn luận trên mạng. Hôm đó em trai tôi chỉ muốn đến hội chữ thập đỏ quyên góp cho các em học sinh vùng núi khó khăn, nhưng không ngờ lại gặp phải Long Ngũ giữa đường. Vì không thích sự hảo tâm của nhà họ Phùng mà Long Ngũ bôi nhọ nhà họ Phùng đang mua chuộc lòng người, sau đó ỷ vào thân phận là cấp dưới của vua Bắc Lương giết em trai tôi. Mọi người sẽ nghĩ loại người như thế có công lớn với Hoa Quốc sao? Trong thoáng chốc sự việc này được công bố rộng rãi đến công chúng. Hơn nữa vì Phùng Tiếu Thiên có rất nhiều fan, lập tức cũng nổ ra một luồng dư luận trên mạng. Gần như tất cả mọi người đều tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của Phùng Tiếu Thiên. Hừ, vua Bắc Lương này không ra mặt làm việc ác mà dung túng cho cấp dưới làm bậy, đúng là uổng công người dân Hoa Quốc tin tưởng vào anh ta. Ai mà không biết người nhà họ Phùng thường làm từ thiện, người ta quyên tiền cho người nghèo lẽ nào sai sao? 80% là do vua Bắc Lương sợ quyên góp tài sản của mình nên mới hận người nhà họ Phùng như thế, mới bảo người âm thầm giết hại Phùng Thiên Hựu. Sau khi đám thủy quân trên mạng lên tiếng, năm đại danh sơn cũng theo đó đứng ra bênh vực cho nhà họ Phùng. Còn lớn lối nói nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nhà họ Phùng. Thấy từng tin tức nổ ra trên mạng, Phùng Tiếu Thiên nở nụ cười hài lòng. Chỉ cần chuyện này cứ phát triển theo hướng đấy, qua mấy ngày nữa danh tiếng của Tiêu Chính Văn và cấp dưới cũ của anh sẽ bị hủy hoại. Chuyện giải quyết thế nào rồi? Đêm hôm đó Lạc Tề Anh gọi đến cho Phùng Tiếu Thiên hỏi. Phùng Tiếu Thiên bắt máy, nở nụ cười tự mãn nói, cậu chủ Lạc, chuyện này diễn ra rất suôn sẻ, dù sao Tiêu Chính Văn cũng đã ở ẩn nhiều năm, bây giờ còn mấy người nhớ tới hắn chứ? Càng không có mấy ai nguyện lên tiếng bảo vệ hắn. Nghe câu trả lời này, Lạc Tề Anh vô cùng hài lòng. Hắn ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng của mình. Sau khi đặt điện thoại xuống, Lạc Tề Anh quay sang nhìn Vương Quốc Xương nói, Tổng tư lệnh Vương, tình hình chỗ anh thế nào rồi? Tần Vũ có hành động gì không? Tạm thời vẫn chưa có gì, Tần Vũ gần đây có vẻ rất bận, không hề quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này. Vương Quốc Xương cũng đắc ý nói. Hừ, chỉ cần người của Hắc Băng Đài không can thiệp vào thì chuyện này có thể xác nhận. Đến lúc đó, mối quan hệ giữa Lãnh Kế Hồng và Tiêu Chính Văn sẽ được công khai. Vừa đánh đuổi nhà họ Lãnh, vừa giành lại quyền đại lý y dược quốc tế về tay chúng ta, như vậy chẳng khác nào nhặt được gà trống đẻ trứng vàng cả. Ha ha ha, Lạc Tề Anh vừa nói vừa cười lớn. Vương Quốc Xương cũng gật đầu nói, đúng vậy, nhưng tôi thấy chuyện này cũng không thể chậm trễ được. Đêm dài lắm mộng mà, chỉ bằng bây giờ chúng ta ra tay với nhà họ Lãnh luôn đi. Trước khi tất cả các bên định thần lại, hãy dùng thủ đoạn nhanh như sấm sét để chấm dứt trận sóng gió này. Lạc Tề Anh nheo mắt, cân nhắc một lúc rồi nói, ừ, Tổng tư lệnh Vương nói có lý, vậy cứ làm theo lời anh nói đi. Nói xong, Lạc Tề Anh nhấc máy bấm số gọi điện. Chưa đầy 10 phút sau, hơn 100 chiếc xe lớn lao đến Giang Trung. Người ngồi ghế phụ lái của chiếc xe đi đầu là A Hải, trợ thủ đắc lực của Lạc Tề Anh và là đệ tử mới được thu nhận của Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn. Lúc này, trên người A Hải toát ra uy lực mạnh mẽ, dù sao hắn cũng là cao thủ cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao, đi trấn áp một đám người bình thường trói gà không chặt cũng không thành vấn đề. Ngay cả những người dân dọc đường cũng sợ hãi trước uy lực mà hắn toát ra. Trong một chiếc xe màu đen phía sau chiếc xe dẫn đầu còn có trợ thủ của Vương Quốc Xương, tên Địch Long.
Mặc dù thực lực của Địch Long tầm thường, nhưng hắn lại là một nhân vật có quyền lực, trong Hắc Băng Hải, địa vị của hắn chỉ đứng sau Vương Quốc Xương. Trong Hoa Quốc, hầu như không có ai dám động vào hắn. Lần này không chỉ có võ tông phái cao thủ đến, mà ngay cả người của Hắc Băng Đài cũng hành động cùng. Có thể nói nhà họ Lãnh đã không còn cơ hội để lật ngược tình thế. Sau khi đến cổng biệt thự nhà họ Lãnh, hai người họ lần lượt xuống xe. Địch Long đút tay túi quần, dẫn theo 4-5 lãnh đạo cấp cao của Hắc Băng Đài đến chỗ A Hải, nói, anh A Hải, theo tôi được biết, thu nhập hàng tháng của nhà họ Lãnh cao tới 10 tỷ tệ. Nếu quyền cung cấp y dược của nhà họ Lãnh thuộc về tay Thiên Sơn thì chỉ với riêng nguồn tài chính này, Thiên Sơn sẽ có đủ thực lực để thống nhất năm đại danh Sơn. Địch Long biết rất rõ ngay cả năm đại danh Sơn cũng phải dựa vào nguồn tài chính trong giới thế tục. Nếu không, những linh dược kia và các nguồn thông tin đều sẽ bị các đối thủ có tiềm lực tài chính tốt hơn lấy mất. Hừ, nhà họ Lãnh theo sai người rồi. Nếu bọn họ giao tài sản ra sớm hơn thì cũng sẽ không nhục nhã như ngày hôm nay. A Hải chế nhạo rồi đi về phía biệt thự nhà họ Lãnh. Tiêu Chính Văn quả thực không đơn giản, nhưng bây giờ đã không còn giống như 5 năm trước nữa. Từ khi linh khí hồi phục, cảnh giới thiên thần một sao đã chẳng là gì nữa. Chưa nói tới những người khác, ngay cả hắn cũng có thể đột phá lên cảnh giới thiên thần trong vòng 1 năm. Chưa kể đến đám người Lạc Tề Anh đã trở thành cao thủ cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao từ lâu rồi. Cho dù Tiêu Chính Văn không ở ẩn nữa mà trở về Giang Trung thì cũng chỉ có thể làm vật trang trí cho bọn họ mà thôi. Hừ, tôi vẫn nghi ngờ, Tiêu Chính Văn có thể giết nhiều cao thủ cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao như vậy sao? Địch Long nói với vẻ chế nhạo. Điều đó là không thể. Khoảng cách giữa mỗi cảnh giới là rất lớn, chưa kể đến những cảnh giới cao hơn mà ngay cả gặp phải những cao thủ cảnh giới thiên thần một sao lão luyện thì bọn họ cũng chưa chắc đã đánh bại được. À! Đã lấy được văn bản thu hồi quyền cung ứng của bệnh viện nhà họ Lãnh chưa? A Hải vừa nói vừa quay đầu nhìn Địch Long. Đem đến rồi, Địch Long đưa cho A Hải một tờ công văn. A Hải nhìn lướt qua nội dung rồi hài lòng gật đầu. Làm tốt lắm, Địch Long vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn về phía hai đệ tử của Thiên Kiếm Tông đang canh trước cửa biệt thự nhà họ Lãnh, khẽ cau mày nói, anh A Hải, có hai tên đệ tử của Thiên Kiếm Tông ở trước của nhà họ Lãnh. Thực lực của bọn chúng có vẻ không yếu. Sau khi Tiêu Chính Văn ở ẩn, mọi việc ở tập đoàn Y Dược Vi Nhan đều giao cho Lãnh Kế Hồng lo liệu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đồng thời, vì sự an toàn của nhà họ Lãnh, Độ Thiên Chân Nhân đã đặc biệt lựa chọn vài đệ tử có năng lực ở lại bảo vệ nhà họ Lãnh. Lúc trước, cũng có một số võ tông địa phương không biết điều đã cử người đến tống tiền nhà họ Lãnh. Kết quả đều bị đệ tử của Thiên Kiếm Tông trừng phạt. Do đó, Địch Long cũng có phần e ngại. Hừ, hai tên thối tha đó không ngăn được tôi. A Hải tự tin nói. Ồ, vậy thì tốt. Thấy A Hải tự tin như vậy, Địch Long mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp xông lên thì cửa biệt thự đã mở ra, bên trong có 3 người bước ra ngoài. Một người trong số đó chính là Lãnh Kế Hồng. Còn người đi trước là Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Thật trùng hợp khi hôm nay là ngày Khương Vi Nhan trở về Giang Trung để gia hạn hợp đồng với một số công ty y dược quốc tế lớn, Lãnh Kế Hồng đã chuẩn bị tài liệu cho Khương Vi Nhan từ trước. Ông ta đang định đưa Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn đến công ty ký hợp đồng, nhưng không ngờ lại gặp phải đám người A Hải và Địch Long. Nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của đám người A Hải, Khương Vi Nhan khẽ nhíu mày nói, các người là ai? Cô không cần biết chúng tôi là ai, người nhà họ Lãnh đâu, mau cút ra đây. Địch Long không hề quan tâm đến Khương Vi Nhan, hắn chắp tay sau lưng, kiêu ngạo nói. Hắn vừa dứt lời, hai đội đặc công của Hắc Băng Đài đã bao vây biệt thự nhà họ Lãnh. Tôi là Lãnh Kế Hồng, có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Lãnh Kế Hồng nói rồi tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn A Hải và Địch Long. Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đều đang ở đây. Cho nên Lãnh Kế Hồng không hề hoảng sợ, thay vào đó là vô cùng bình tĩnh. Hừ, nhìn phong cách của ông thật giống con chó tay sai của Tiêu Chính Văn, còn ngang ngược hơn cả tôi. Địch Long lạnh lùng chế nhạo. Hắn không hề coi doanh nhân trói gà không chặt như Lãnh Kế Hồng ra gì. Dù sao hai tên đệ tử Thiên Kiếm Tông cũng không phải là đối thủ của A Hải. Do đó, giọng điệu của Địch Long càng thêm phần khinh thường và kiêu ngạo.
Các người nói vậy là có ý gì? Còn nữa, các người tìm tôi không chỉ để nói những lời này đâu nhỉ? Sắc mặt Lãnh Kế Hồng cũng trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Nhà họ Lãnh các ông bị tình nghi làm lũng đoạn thị trường, bây giờ nhà nước muốn thu hồi quyền cung ứng y dược quốc tế của các người. Hơn nữa, các người phải giao ra công thức điều chế của tất cả các loại thuốc. Nếu không, sẽ giết tất cả. Địch Long vừa nói vừa lắc văn kiện trên tay. Cái gì? Lãnh Kế Hồng nhìn lướt qua nội dung của văn kiện, thực sự giống như những gì Địch Long đã nói. Lần này, Lãnh Kế Hồng đã thấy hơi hoảng hốt. Dù sao ông ta cũng chỉ là một doanh nhân, ông ta không dám cũng không thể đối đầu với nhà nước. Chuyện này hình như không thuộc về quyền quản lý của Hắc Băng Đài nhỉ. Một giọng nói lạnh lùng từ xa vọng đến. Người đi đến chính là chủ tịch thành phố Giang Trung, bên cạnh ông ta còn có vài thành viên đội chấp pháp được trang bị đầy đủ vũ trang. Thực ra bên phía Giang Trung sớm đã nhận được tin tức người của Hắc Băng Đài muốn ra tay với nhà họ Lãnh. Mọi người đều biết nền móng của nhà họ Lãnh nằm ở đâu. Vì vậy, cho dù là bất chấp khó khăn thì chủ tịch thành phố Giang Trung cũng không dám ngồi yên không quan tâm. Quách Bản Xương, đây là lệnh của chính phủ, ông có tư cách can thiệp sao? Địch Long chắp tay sau lưng, nhìn chủ tịch thành phố Giang Trung với vẻ kiêu ngạo. Quách Bản Xương chủ tịch thành phố Giang Trung bị hỏi cũng sửng sốt, nhưng sau đó lại lên tiếng giải thích chính phủ. Tôi nghĩ hẳn là lệnh của Hắc Băng Đài chứ. Nếu là lệnh của Hắc Băng Đài thì tôi muốn hỏi có thủ lệnh của Tổng Tư lệnh Tần không? Hả? Địch Long lạnh lùng nhìn Quách Bản Xương, nghiến răng nói, hừ, ông đây không thuộc quyền quản lý của anh ta, bớt nhắc người này trước mặt tôi đi. Còn nữa, tôi khuyên ông một câu, bây giờ Hắc Băng Đài không phải là thiên hạ của một mình Tần Vũ. Đại diện của Võ Tông cũng có một ghế. Đừng cứ ôm đùi Tần Vũ không buông, sẽ mang đến tai họa cho ông đấy. Hơn nữa ông vẫn không có tư cách nói chuyện trước mặt tôi. Vừa nghe thế ngay cả Quách Bản Xương cũng sửng sốt. Những gì Địch Long nói không sai, bây giờ Hắc Băng Đài đã chia thành hai phe. Một bên là nhân viên cũ, vẫn làm công việc thu thập tình báo và bảo vệ Hoa Quốc. Còn một bên là nhân viên Võ Tông. Đứng đầu là Vương Quốc Xương. Có thể nói đám người này vô cùng tàn nhẫn như một máy khuấy, khuấy đi khuấy lại trong nội bộ Hoa Quốc. Nhưng dù như thế quan chức giới chính trị vẫn không thể làm gì được họ. Dù sao chức vị ở Hắc Băng Đài vẫn luôn là chức tam cấp, huống gì chức vụ của Địch Long vốn dĩ đã cao hơn ông ta ba bậc. Anh này, lúc tập đoàn Vi Nhan chúng tôi ký hợp đồng với mấy công ty dược phẩm quy mô lớn ở nước ngoài thì chính phủ quốc gia cũng biết. Hơn nữa dù tập đoàn Vi Nhan giao quyền cung cấp dược phẩm ra thì mấy công ty nước ngoài đó cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa chúng tôi không làm nứt mạch hoạt động kinh doanh, vật phẩm y tế mà chúng tôi xuất khẩu vẫn là lựa chọn hàng đầu trong 100 doanh nghiệp lớn của các nước, không phải chỉ có công ty chúng tôi có quyền xuất khẩu. Khương Vi Nhan tiến lên một bước ngay thẳng giải thích. Từ những lời đối phương vừa nói đã không khó để nhận ra rằng chắc chắn họ có chuẩn bị sẵn mọi thứ trước khi đến. Thế nên Khương Vi Nhan mới ra hiệu cho Lãnh Kế Hồng lùi sang bên cạnh để mình thương lượng với đối phương. Hừ, có lũng đoạn hay không hình như không phải do các cô quyết định, chính phủ dĩ nhiên sẽ có tiêu chuẩn đánh giá của chính phủ. Địch Long cười khẩy nói. Anh này, chúng ta thẳng thắn một chút đi, đừng vòng vo thế nữa. Khương Vi Nhan thay đổi sắc mặt, lạnh lùng hỏi. Thấy Khương Vi Nhan có thái độ cứng rắn như thế, A Hải bên cạnh bước đến nói. Không ngại nói thẳng cho các cô biết, hợp đồng trong tay các cô không giao cũng phải giao. Ồ, Khương Vi Nhan liếc nhìn A Hải. A Hải chắp hai tay sau lưng, đắc ý nói, chúng tôi là đại diện của năm đại danh sơn, càng đại diện cho Võ Tông đến tiếp nhận quyền ủy thác của các cô, sao nào, lẽ nào các cô có ý kiến? Gì cơ, năm đại danh sơn, Khương Vi Nhan cảm thấy lời nói của A Hải thật buồn cười. Nếu là lệnh của chính phủ thì Khương Vi Nhan còn cẩn thận suy xét, thậm chí sẽ không cứng rắn chống lại lệnh. Nhưng năm đại danh sơn là cái thá gì? Đúng thế, A Hải gật đầu nói. Nếu các cô không giao hợp đồng ra thì nhà họ Lãnh cũng không cần phải tồn tại ở đây nữa. A Hải lạnh lùng nhìn mấy người Khương Vi Nhan. Ồ, anh chắc chứ, Khương Vi Nhan vừa nói xong, một luồng khí tức mạnh mẽ của thiên thần một sao bỗng dâng lên từ dưới chân. Ồ, có thế nào A Hải cũng không ngờ người phụ nữ mềm yếu trước mặt này lại có thực lực cảnh giới thiên thần nên cũng giật mình.
nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại. Hừ, cảnh giới thiên thần thôi mà, nhưng tiếc là cô chỉ có một mình. Vừa dứt lời, có bốn luồng khí tức cảnh giới thiên thần một sao bộc phát ra từ trong đám người bao phủ cả biệt thự nhà họ Lãnh. Dừng tay, các người là muốn công khai cướp giật à? Quách Bản Xương vội tiến lên trước chặn trước người A Hải, tức giận nói. Cho dù liều mạng ông ta cũng không thể để người năm đại danh sơn cướp mất hợp đồng của tập đoàn Vi Nhan đi được. Nếu các người dám tiến thêm một bước thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Mấy chấp pháp nhanh chóng rút súng ra nhắm vào đám người A Hải nói. Một nhân viên chấp pháp trong đó còn nổ súng lên trời để cảnh cáo. Tiếng súng vang lên khiến người dân quanh đó giật mình, nhiều người đều đồng loạt vây lại xem. Chỉ thoáng chốc quanh biệt thự nhà họ Lãnh bị hàng nghìn người dân vây quanh. Chuyện bên này vừa xảy ra, truyền thông tin tức Giang Trung lập tức can thiệp. Gần như tất cả truyền thông báo giới Hoa Quốc đều đăng bài về chuyện này cùng một lúc. Tần Vũ đọc được tin tức này cũng muốn bảo người đi xem thử thì Vương Quốc Xương không mời mà đến ung dung bước vào phòng làm việc của Tần Vũ. Nhìn mấy tên đi theo phía sau Vương Quốc Xương, Tần Vũ lạnh lùng nói, Vương Quốc Xương, anh đây là có ý gì? Vương Quốc Xương nhe răng cười nói, Tổng tư lệnh Tần đừng hiểu lầm, tôi đến chủ yếu là muốn nói chuyện đàng hoàng với Tổng tư lệnh Tần, không có ý gì khác cả. Vương Quốc Xương, người này chắc là cấp dưới của anh nhỉ? Tôi khuyên anh một câu, làm gì cũng phải chừa đường lui, sau này còn có thể gặp mặt. Tôi và anh đều biết rất rõ nhà họ Lãnh không động vào được. Tần Vũ lạnh lùng nhìn Vương Quốc Xương nói. Ha ha, không được động vào. Tại sao nhà họ Lãnh lại đặc biệt đến thế? Lẽ nào là vì Tiêu Chính Văn sao? Đường đường là vua Bắc Lương, trong tay giữ quyền xuất khẩu dược phẩm hình như không phù hợp với danh dự lắm nhỉ? Hơn nữa có tiền thì phải để mọi người cùng kiếm, không thể để một mình Tiêu Chính Văn ăn được. Vương Quốc Xương cười khẩy rồi vung tay lên với đám người phía sau. Mấy cao thủ võ tông đó đứng chặn ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Vũ. Vương Quốc Xương, anh có biết làm thế sẽ có hậu quả gì không? Nếu chọc giận Tiêu Chính Văn, các anh có gánh nổi hậu quả không? Đến lúc đó đừng đến cầu xin tôi. Thấy thế Tần Vũ cũng không hoảng hốt mà ngồi xuống. Dù sao sau này Tiêu Chính Văn sẽ quay lại giới chính trị, đến lúc đó cũng là lúc Tiêu Chính Văn giải quyết hết mọi chuyện với năm đại danh sơn. Vương Quốc Xương liếc nhìn Tần Vũ, thấy đối phương thức thời như thế cũng không làm khó Tần Vũ. Mà nói với đám người phía sau, nào, rót trà cho Tổng tư lệnh Tần. Nói rồi Vương Quốc Xương bình tĩnh ngồi xuống đối diện Tần Vũ nói, bây giờ có rất nhiều cao thủ của năm đại danh sơn đã quay về, hơn nữa cao thủ bán bộ nhân vương cũng nhiều vô số kể. Dù Tiêu Chính Văn không hài lòng thì thế nào? Anh ta dám khiêu chiến với năm đại danh sơn không? Trước mặt bán bộ nhân vương, một cường giả cảnh giới thiên thần một sao như anh ta là cái thá gì? Thế nên tôi khuyên Tổng tư lệnh Tần một câu, kẻ thức thời mới là hào kiệt. Nói thật với anh, không chỉ nhà họ Lãnh sẽ bị thanh trừng mà ngay cả đám cấp dưới cũ của Tiêu Chính Văn cũng sẽ bị năm đại danh sơn xử lý hết. Thế nên cách xa Tiêu Chính Văn một chút hoặc nhanh chóng vạch rõ quan hệ mới là hành động thông minh. Nghe nói thế Tần Vũ cười khẩy lắc đầu nói, anh chắc chứ? Năm đó năm đại danh sơn còn hống hách hơn bây giờ, nhưng kết quả thì sao, anh và tôi đều rõ. Vương Quốc Xương, có một số việc một khi đã làm sai thì không có cơ hội quay đầu. Ha ha ha, nghe thế Vương Quốc Xương không khỏi bật cười. Tiêu Chính Văn đã ở ẩn thật sao? Tôi nghĩ không cần đâu, 90% là anh ta bị thương nặng nên phải trốn đi. Nếu không sao đã lâu thế rồi mà vẫn không có tin tức gì. Thế nên Vương Quốc Xương tôi mới là kẻ thông minh, biết nên đứng về phe nào. Vương Quốc Xương cười nhạo nói. Hừ, nếu nhà họ Lãnh bị tiêu diệt thật thì năm đại danh sơn cũng đợi bị tiêu diệt đi, đến lúc đó Hoa Quốc cũng sẽ lâm vào cuộc đại loạn. Đến lúc đó Vương Quốc Xương anh sẽ là kẻ đầu sỏ làm loạn đất nước. Anh nghĩ anh có thể thoát khỏi sự phán xét của lịch sử sao? Tần Vũ nghiến răng nói. Hai, anh nghĩ đơn giản quá, nói thật nhé. Sở dĩ động vào nhà họ Lãnh vào lúc này hơn nữa không phong tỏa tin tức là vì để dụ Tiêu Chính Văn ra. Anh nghĩ ở đó chỉ có người của tôi sao? Ngây thơ quá đấy, còn có mười mấy cao thủ năm đại danh sơn cử đến, chỉ riêng cảnh giới thiên thần thôi cũng đã có hơn 40-50 người rồi. Tiêu Chính Văn không lộ mặt thì thôi,
chứ chỉ cần anh ta dám ra mặt thì chắc chắn sẽ bị bao vây ở đó. Vương Quốc Xương tự tin nói. Trên thực tế đúng là như vậy, bề ngoài có thể thấy chỉ có một mình A Hải đến Giang Trung, nhưng thực ra còn có một đám cao thủ nữa mai phục trong đám người. Nếu Thiên Sơn đã nhìn chúng con đường tài lộc của nhà họ Lãnh thì chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để chiếm đoạt nó. Lúc này, đối mặt với bốn vị cao thủ cảnh giới thiên thần một sao, lòng Khương Vi Nhan khẽ trùng xuống. Ngay sau đó, một bàn tay lớn đặt lên vai cô. Lúc Khương Vi Nhan quay đầu lại nhìn, trên mặt Tiêu Chính Văn đang nở nụ cười tỏ ý khen ngợi. Kể từ khi Khương Vi Nhan đột phá, cô vẫn chưa lộ diện cho nên cũng không có cơ hội để luyện tập. Bây giờ chính là cơ hội tốt để Khương Vi Nhan tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Thấy ánh mắt khẳng định của Tiêu Chính Văn, tâm trạng của Khương Vi Nhan cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Bởi vì Tiêu Chính Văn vẫn đang đeo mặt nạ ra người, nên A Hải không nhận ra Tiêu Chính Văn. Vừa thấy Khương Vi Nhan lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, hắn chế nhạo, sao thế, một mình cô mà cũng dám ngăn cản chúng tôi sao? Vô dụng thôi, Khương Vi Nhan lạnh lùng nhìn đám người A Hải rồi nói, hy vọng các người không hối hận. Ha ha, hối hận, A Hải nói xong, đột nhiên chưa tay lên chém về phía Khương Vi Nhan. Đúng là thực lực của đối phương mạnh hơn hắn, nhưng dựa trên kinh nghiệm của A Hải, Khương Vi Nhan chắc hẳn là loại con gái chưa từng đấu với ai. Đối với loại người chỉ dựa vào thực lực của cảnh giới thiên thần mà không có kinh nghiệm chiến đấu, thì A Hải vẫn nắm chắc phần thắng. Nhưng dù sao thường ngày, Khương Vi Nhan cũng được Tiêu Chính Văn chỉ dẫn rất nhiều, hơn nữa, cô là cao thủ cảnh giới thiên thần, sao có thể dễ dàng bị đánh bại được. Trước khi bị cái tát của A Hải đánh trúng thì Khương Vi Nhan đã giơ chân lên đá mạnh. Bụp, cú đá của Khương Vi Nhan đã trúng chính xác vào bụng dưới của A Hải. A Hải bay ngược về sau trong sự sững sờ. Hắn không ngờ một cô gái như Khương Vi Nhan lại có tốc độ kinh người đến vậy. Dầm, cả người A Hải đập mạnh xuống đất, hắn kêu lên rồi phun ra một ngụm máu. Thấy A Hải bị đánh trúng, Khương Vi Nhan làm theo quyền pháp mà Tiêu Chính Văn đã dạy cô, tiến lên một bước, định kết thúc cuộc đời A Hải. Hừ, to gan thật, Khương Vi Nhan chưa kịp ra đòn chí mạng, một tiếng hừ đã vang lên. Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt A Hải, chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay lên đã hóa giải hoàn toàn đòn tấn công của Khương Vi Nhan, ép Khương Vi Nhan lùi về sau vài bước. Dù sao Khương Vi Nhan cũng chỉ vừa mới đột phá, cảnh giới của cô vẫn chưa ổn định, sau cú đánh của người kia, máu của cô đã trào ra. Hừ, dám đánh tôi, hôm nay tôi nhất định sẽ cho cô nếm mùi đau khổ. Người đâu, lên đi. A Hải chỉ vào Khương Vi Nhan. Người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng cười khẩy, định bước lên phía trước. Xẹt, một tia sáng lạnh lóe lên, trên tay người đàn ông mặc đồ đen có thêm một thanh kiếm dài. Lúc thanh kiếm dài kia chém về phía Tiêu Chính Văn, khoảng không xung quanh đột nhiên rung chuyển. Một đạo khí kình đột nhiên bắn ra từ phía sau Khương Vi Nhan, va chạm với thanh kiếm dài của tên mặc đồ đen. Bùm, một làn sóng khí tản ra, tên mặc đồ đen lùi về phía sau vài bước. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn chắn trước mặt Khương Vi Nhan. Cậu Tiêu, lúc này, Tiêu Chính Văn đã cởi bỏ mặt nạ ra người và để lộ mặt thật của mình. Quách Bản Xương nhận ngay ra Tiêu Chính Văn, vội vàng bước lên nhưng khí kình quá mạnh mẽ, khiến ông ta không thể lại gần Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, ánh mắt A Hải lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Tiêu Chính Văn luôn lẩn trốn trong đám người, vậy mà hắn không phát hiện ra. Hừ. Cho dù mày có tới thì đã sao? Trận đấu hôm nay, tao vốn là muốn giết mày. A Hải nói rồi từ từ lùi lại. Khi A Hải lùi vào trong đám người, khí tức của bốn vị cường giả cảnh giới thiên thần lập tức khóa chặt Tiêu Chính Văn. Giờ phút này, hầu như tất cả mọi người đều sững sờ, đặc biệt là người dân Giang Trung đều nở nụ cười vui mừng. Vua Bắc Lương mà bọn họ ngày đêm mong nhớ, cuối cùng cũng trở lại rồi. Vua Bắc Lương trở lại đồng nghĩa với việc đám người võ tông ức hiếp dân chúng sẽ không thể ngạo mạn như trước nữa. Là vua Bắc Lương, thật sự là vua Bắc Lương. Trong đám đông, một ông lão tóc trắng cảm động rơi nước mắt. Lúc này, ngay cả Tần Vũ cũng nở nụ cười kinh ngạc và vui mừng. Tiêu Chính Văn đã trở lại. Bây giờ anh xuất hiện trước mặt công chúng, tức là Tiêu Chính Văn không sống ẩn giật nữa. Hoa Quốc lại có hy vọng rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này,
Long Ngũ cũng phấn khích hét to ba chữ vua Bắc Lương. Tiêu Chính Văn không chỉ là vị thần trong lòng bọn họ, mà còn là nguồn nuôi dưỡng tinh thần của họ. Chỉ cần Tiêu Chính Văn ở đây thì quân Phá Long sẽ bất khả chiến bại, chỉ cần Tiêu Chính Văn ở đây thì Điện Thần Long sẽ đánh đâu thắng đó. Sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho người dân cả nước, mà còn khiến cả giới chính trị lấy lại niềm tin và sự tự tin. Hừ, vua Bắc Lương trở lại thì đã sao? Ở trước mặt năm đại danh sơn bọn tao, Tiêu Chính Văn chỉ là con kiến mà thôi. A Hải chế nhạo. Hắn vừa dứt lời, bốn bóng người gần như cùng lúc bao vây lấy Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy cảnh này, A Hải đắc ý cười ha hả. Năm đại danh sơn bọn tao công khai cướp của và tiêu diệt nhà họ Lãnh đấy. Bọn tao không biết xấu hổ như các người đã nói đấy. Các người làm gì được? Ha ha ha, đối mặt với thực lực tuyệt đối, vua Bắc Lương cũng chẳng là cái thá gì. Cho dù bọn tao giết Tiêu Chính Văn và người nhà họ Lãnh trước mặt các người, thì các người có thể làm gì được? A Hải như phát điên, điên cuồng hét về phía máy quay ở xa. Nhưng hắn vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng cười nói, đơn giản là giết cả tông môn mày thôi. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn vang lên, một tia sáng bạc đột nhiên phóng ra khỏi lòng bàn tay của Tiêu Chính Văn. Con dao quân đội năm cạnh phóng ra, bốn vị cao thủ cảnh giới thiên thần một sao đều cảm nhận được khí tức chết chóc đang cận kề. Xoẹt, xoẹt, tia chớp bạc kia nhanh như chớp đã giết chết hai tên gần nhất với Tiêu Chính Văn. Sau khi thấy hai cái đầu bay lên, hai tên còn lại không khỏi tái mặt vì kinh ngạc. Đây đâu phải là khí tức của cảnh giới thiên thần một sao. Đây rõ ràng là thần uy của cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao. Hai tên còn lạnh còn chưa kịp chạy thoát thì tia sáng bạc kia đã chém bay đầu của họ lên không trung. Lúc này, không chỉ có A Hải, mà ngay cả người dân trên cả nước đang xem TV cũng chết lặng. Bốn vị cao thủ cảnh giới thiên thần một sao đều đã bị giết trong nháy mắt. Đây là loại lực chiến nào? Đây là loại thần uy nào? Nhìn thấy cảnh này, Tần Vũ ở Long Kinh xa xôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cầm tách trà lên, thản nhiên nhấp một ngụm, liếc nhìn Vương Quốc Xương ngồi đối diện nói, hai, cao thủ của năm đại danh sơn muốt giết Tiêu Chính Văn à. Tự tìm đường chết thì đúng hơn. Lúc này, Vương Quốc Xương vô cùng kinh ngạc. Trong nháy mắt, bốn vị cao thủ cảnh giới thiên thần một sao đã biến thành xác chết, ngã trong vũng máu. Điều này thật vô lý. Chẳng phải Tiêu Chính Văn là cao thủ cảnh giới thiên thần một sao ư? Thấy sắc mặt Vương Quốc Xương tái nhợt như tờ giấy, Tần Vũ chế nhạo, Vương Quốc Xương, anh còn nhớ lời tôi vừa nói chứ? Đừng cầu xin tôi, cho dù Tần Vũ cố sức khống chế cảm xúc vui mừng của mình nhưng bàn tay cầm tách trà vẫn không khỏi run lên. Tiêu Chính Văn về rồi, người đàn ông làm trụ cột của giới chính trị đã về rồi. Khoảnh khắc này người vui mừng nhất không chỉ có Tần Vũ mà gần như cả Hoa Quốc đều đang hoan hô vì chuyện này. Dầm! Tiêu Chính Văn đáp xuống, Địch Long và A Hải cùng hàng trăm người mà bọn chúng dẫn đến đều quỳ xuống. Sao có thể, sao thế được? A Hải hoảng sợ mồ hôi đổ như tắm, chẳng phải Tiêu Chính Văn chỉ đạt tới cảnh giới thiên thần một sao à? Nhưng vừa rồi ngay cả hắn cũng không thể nhìn rõ được rốt cuộc bốn cao thủ cảnh giới thiên thần một sao mà Thiên Sơn phái đến chết thế nào, thì bốn người đã ngã vào trong vũng máu. Anh vừa nói gì? Anh muốn cướp với ai? Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng sải bước đi về phía A Hải. Tiêu Chính Văn, dù anh là vua Bắc Lương, nhưng năm năm nay đã thay đổi rất nhiều. Rất nhiều cường giả ngoài lãnh thổ của năm đại danh sơn đều đã quay về. Chỉ một mình anh mà cũng dám đối đầu với năm đại danh sơn à. Tôi khuyên anh tốt nhất tha cho bọn tôi, sau đó đưa quyền giao dịch dược phẩm quốc tế ra đây, nếu không thì sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn A Hải. Lúc này A Hải đã sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Đôi mắt đó của Tiêu Chính Văn hệt như cơn ác mộng của hắn. Tiêu Chính Văn, tôi nói cho anh biết tôi là người của Thiên Sơn. Thiên Sơn đã có cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương quay về, anh, chỉ cần anh bỏ qua cho tôi, chúng tôi có thể không truy cứu chuyện vừa rồi. A Hải ngẩng phát đầu lên sau đó sửa lời lại nói. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn A Hải, khẽ lắc đầu, sau đó nói với Lãnh Kế Hồng, xếp Lãnh, chúng ta đi thôi, đừng để người ta đợi lâu. Nói rồi anh nắm tay Khương Vi Nhan cùng đi về phía chiếc xe cách đó không xa. Nhìn đám người A Hải quỳ dưới đất.
Lãnh Kế Hồng do dự nói, cậu Tiêu, mấy người kia phải làm sao? Bọn chúng à, giết đi, Tiêu Chính Văn bình thản nói. Sau đó chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ một tay ra, lòng bàn tay hơi đè xuống dưới. Một sức mạnh vô hình như rơi từ trên trời xuống. Sau đó đám người A Hải đều biến thành xương máu. Đám người A Hải và Địch Long vừa rồi còn ngông nghênh dường như không thể phát ra tiếng kêu nào đã biến thành xương máu. Hơn nữa hàng trăm người đến cùng bọn chúng cũng đều biến thành xương máu. Tiêu Chính Văn lên xe, chương trình phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình cũng thông báo kết thúc. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều đang thảo luận về chuyện Tiêu Chính Văn quay lại giới chính trị. Chủ đề chủ yếu mà mọi người thảo luận cũng chỉ có ba chữ vua Bắc Lương. Nhìn thấy cảnh tượng này Lạc Tề Thiên cũng sa sầm mặt mày như sắp nhỏ ra nước. Tiêu Chính Văn quay về một cách hùng mạnh như thế chứng tỏ điều gì? Lẽ nào phía sau anh ta còn có chỗ dựa lớn sao? Bốn cao thủ cảnh giới thiên thần một sao đó đều bị giết trong tích tắc, chỉ có thể chứng tỏ thực lực của Tiêu Chính Văn ít nhất là trên cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Lẽ nào, tâm trạng Lạc Tề Thiên cực kỳ không tốt, lúc này hắn đã như trèo lên lưng hổ rồi. Cho dù có muốn tiếp tục kế hoạch hay không thì Tiêu Chính Văn cũng không bỏ qua cho hắn. Hừ, cho dù anh là ai, dám cản đường tôi thì phải chết. Lạc Tề Thiên siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này Phùng Thiếu Thiên ngây ngốc ngồi trên ghế làm việc đọc từng chủ đề liên quan đến Tiêu Chính Văn ở trên mạng, tâm trạng đã chạm đáy cốc. Hắn là thiên vương trong giới giải trí, nhưng so với vua Bắc Lương thì hắn quá nhỏ bé. Nếu năm đại danh sơn không thể chèn ép Tiêu Chính Văn bằng vũ lực thì chỉ riêng những lời bôi nhọ trước đây của hắn cũng đủ bị Chu Di cửu tộc rồi. Không, không thể nào, sao Tiêu Chính Văn có thể sống sót? Phùng Thiếu Thiên hoảng sợ. Hắn không thể chịu đựng được hậu quả tiếp theo. Hoa Quốc sẽ không tha cho hắn, thiên tử sẽ không tha cho hắn, người dân Hoa Quốc sẽ không tha cho hắn. Có lẽ nhà họ Phùng cũng sẽ diệt vong vì chuyện này, có lẽ sẽ không còn nhà họ Phùng nữa. Cậu Phùng, chuyện đã đến nước này có sợ cũng không có tác dụng, chúng ta chỉ đành đợi kết quả cuối cùng. Trợ lý bên cạnh bất lực nói. Đợi, đợi cái gì, đợi chết sao? Mau lên! Lập tức mua vé máy bay, rời khỏi Hoa Quốc ngay. Phùng Thiếu Thiên điên cuồng lao ra khỏi phòng làm việc. Lúc này tin tức vua Bắc Lương quay về đã truyền đi khắp Hoa Quốc, từ trên xuống dưới đều chìm trong không khí vui sướng. Lúc này trong trang viên nhà họ Quý, ông cụ Quý nhíu chặt mày nhìn đoạn phát lại trên TV. Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương, hóa ra người đàn ông mạnh mẽ đó lại là vua Bắc Lương đã ở ẩn. Thảo nào cậu ta có khí thế uy hiếp được lòng người như thế, chả trách cậu ta lại có bản lĩnh đáng sợ đến vậy. Lúc này đại trưởng lão Võ Tông đã đích thân đến cửa, nghe tiếng ồn ào ông cụ Quý vội đứng dậy đón. Ông cụ Quý, vẫn khỏe chứ? Đại trưởng lão vui vẻ nở nụ cười bước đến. Ông cụ Quý không khỏi cười khổ, bất lực nói, đại trưởng lão đến đây có việc gì sao? Ông cụ Quý, hiện giờ vua Bắc Lương đã chính thức quay lại. Ông cũng không cần lo cho an nguy của Hoa Quốc nữa, tin tưởng vào vua Bắc Lương nhất định bảo vệ được Hoa Quốc, bảo vệ giới chính trị, bảo vệ sự bình yên của hàng trăm triệu người dân. Nghe nói thế ông cụ Quý không khỏi sửng sốt. Có thể nhìn ra vẻ tự tin từ vẻ mặt của đại trưởng lão. Tiêu Chính Văn vậy mà lại được nhân dân tin tưởng hơn Tiểu Thái Tông. Đại trưởng lão, vua Bắc Lương quay về quả thật là một tin tốt. Ông cụ Quý ngoài mặt thì nói thế nhưng vẫn có thể thấy được vẻ có nỗi khổ nhưng không thể nói. Trước đây nhà họ Quý hoàn toàn có thể mượn thế của Tiêu Chính Văn để khiến nhà họ Quý bước lên thêm một bậc nữa. Tiếc là lúc đó ông cụ Quý biết rõ Quý Sương Nhi làm khó Tiêu Chính Văn nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Đơn giản là vì cụ ta nghĩ Tiêu Chính Văn không xứng giả mạo Tiểu Thái Tông. Nhưng bây giờ khi Tiêu Chính Văn vung tay lên là giết được Lữ Thanh Phong. Quay lại giới chính trị Hoa Quốc với cách ngạo nghễ như thế, ông cụ Quý cảm thấy cực kỳ hối hận. Ông cụ Quý, tôi và Tổng Tư lệnh Tần định sáng mai đến Giang Trung gặp vua Bắc Lương, không biết ông có muốn đi cùng bọn tôi không? Đại trưởng lão mỉm cười nói. Gì cơ, bảo ông nội tôi đến gặp anh ta à? Anh ta không xứng, Quý Sương Nhi không phục nói. Chỉ là cô ta vừa dứt lời, sắc mặt đại trưởng lão bỗng trở nên khó coi. Cô nhóc này. Vua Bắc Lương là người cháu có thể tùy tiện xúc phạm sao?
theo luật pháp Hoa Quốc thì chỉ với câu nói vừa rồi của cháu là đã có thể quy tội, tịch thu tài sản diệt môn đấy. Nghe nói thế ngay cả ông cụ Quý cũng không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên đại trưởng lão Võ Tông nói nặng lời như thế trước mặt cụ ta. Hơn nữa còn nói với nhà họ Quý. Có thể thấy trong mắt đại trưởng lão Võ Tông, cả nhà họ Quý cũng không quan trọng bằng một Tiêu Chính Văn. Lúc này Quý Sương Nhi bị dọa sợ ngây ngốc. Trong lòng cô ta trên dưới Hoa Quốc đều phải tôn kính với chú năm của cô ta, dù là đại trưởng lão Võ Tông cũng không ngoại lệ. Nhưng vừa rồi lời nói của đại trưởng lão Võ Tông đã tỏ rõ lập trường của ông ta. Nói cách khác, giữa Tiểu Thái Tông và vua Bắc Lương thì đại trưởng lão sẽ không do dự mà chọn vua Bắc Lương. Đại trưởng lão, Sương Nhi nhất thời lỡ miệng, mong đại trưởng lão tha tội. Ông cụ Quý vội nói với đại trưởng lão. Ông cụ Quý, đừng nói lại mấy lời tương tự như thế lần thứ hai, nếu không tôi có thể tha cho ông nhưng Hoa Quốc sẽ không tha cho ông. Đại trưởng lão lạnh lùng cảnh cáo. Lúc này Lạc Tề Anh đọc từng mẩu tin báo cáo lại, sắc mặt đã tái nhợt. Ngoài hắn ra, Hàn Thiên Vũ và La Chí Dũng cũng đều tức giận nhìn chằm chằm báo cáo trong tay. Tiêu Chính Văn, chúng ta đã hơi xem thường hắn rồi, để hắn kiêu ngạo quay về giới chính trị như vậy quả thật là nỗi nhục nhã không thể nào nói với chúng ta. Hàn Thiên Vũ tức đến nỗi xé nát toàn bộ báo cáo trong tay, vứt xuống đất. Đúng là chúng ta đã xem thường hắn, nhưng đây chỉ là lần giao đấu lần tiên mà thôi, lần sau hắn không may mắn được như hôm nay đâu. La Chí Dũng đằng đằng sát khí nói. Có lẽ trước kia quả thực chúng ta đã coi thường tên họ Tiêu này rồi, không ngờ ở ẩn 5 năm mà hắn vẫn có tầm ảnh hưởng lớn tới vậy. Lạc Tề Anh lạnh lùng nói. Bởi vì thế lực mạnh mẽ của Tiêu Chính Văn quay trở lại, không chỉ có các cơ quan truyền thông tranh nhau đưa tin. Ngay cả trên mạng. Tất cả những thông tin có liên quan tới Tiêu Chính Văn cũng nhanh chóng nhảy vọt lên bảng lượt tìm kiếm nhiều nhất. Ngay tức thì, không chỉ có phía Hoa Quốc quan tâm cao độ tới chuyện này mà ngay cả giới truyền thông lớn và các thế lực lớn trên phạm vi toàn cầu cũng đều dồn hết sự chú ý vào Tiêu Chính Văn. Hừ, dù bây giờ hắn vẫn có chút sức ảnh hưởng, thế nhưng cũng chỉ là có chút danh vọng trong đám dân sống dưới đáy cùng xã hội mà thôi. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn. Rất nhanh sẽ có thể đạp đổ dáng vẻ hống hách cao ngạo của Tiêu Chính Văn. Hàn Thiên Vũ híp mắt, nghiến răng nói. La Chí Dũng cũng gật đầu nói, không sai, dù gì hắn cũng đã mai danh ẩn tích 5 năm, trong vòng 5 năm này sớm đã vật đổi sao rời rồi, tầm ảnh hưởng của hắn chẳng thể được như năm xưa nữa. Hừ, 5 năm trước, có lẽ chúng ta đứng trước mặt hắn đều phải khép nép ngoan ngoãn, thế nhưng bây giờ đã khác xa rồi. Lạc Tề Anh uất hận siết chặt nắm đấm. Trong không gian đột nhiên vang lên tiếng không khí sao động. Ngay sau đó, trên những con phố cách đó vài cây số lập tức truyền tới những tiếng gào thét. Nhiều người qua đường hóa thành bụi máu rồi lập tức tan biến đi. Đây chính là sự đáng sợ của cảnh giới thiên thần huyền cấp một sao, mặc dù cách tận mấy cây số nhưng vẫn có thể dễ dàng lấy mạng người khác. Bây giờ Lạc Tề Anh đã sở hữu một loại sức mạnh khủng bố, càng không coi Tiêu Chính Văn ra gì. Hừ! Nếu như giết chết Tiêu Chính Văn thì không phải chúng ta sẽ nổi danh toàn thế giới hay sao? La Chí Dũng nói tới đây liền ngửa mặt cười lớn. So với La Chí Dũng và Lạc Tề Anh, Hàn Thiên Vũ lại cẩn thận hơn nhiều, vừa uống rượu vang trong ly vừa trầm giọng nói, năm đó Tiêu Chính Văn cũng từng giết chết rất nhiều cao thủ ở cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao, vậy nên chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lạc Tề Anh quay đầu liếc nhìn Hàn Thiên Vũ, khinh thường lắc đầu nói cẩn thận. Cần phải thế sao, năm đó chúng ta đều đang ở cảnh giới thiên vương, vậy nên căn bản không rõ rốt cuộc cách biệt giữa mỗi một bậc của cảnh giới thiên thần lớn tới độ nào. Thế nhưng tới ngày hôm nay, chúng ta đều là cao thủ ở cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao rồi, nếu như tôi nói có người ở cảnh giới thiên thần 1 sao có thể giết chết 3 người chúng ta cùng một lúc thì anh có tin không? Lạc Tề Anh vừa nói dứt lời, La Chí Dũng lập tức phá lên cười. Không sai. Lẽ nào anh Hàn đã quên mất thế lực sau lưng chúng ta rồi hay sao? Tiêu Chính Văn có cái gì? Thiên tử chống lưng cho hắn ư? Thiên tử, ha ha, nếu quay ngược lại 5 năm trước, quả thực không có ai dám động vào thiên tử, thế nhưng bây giờ, đối với mấy người chúng ta mà nói thì thiên tử cũng chỉ là một cái tên mà thôi. La Chí Dũng chế nhạo bằng giọng điệu khinh thường. Lạc Tề Anh cười lạnh lùng bổ sung, và lại, mấy người cũng không thử nghĩ mà xem. Tại sao hắn phải mai danh ẩn tích,
tham sống sợ chết tận 5 năm. Nếu như không phải bị trọng thương thì ai lại đột nhiên ở ẩn vào lúc đang lớn mạnh nhất cơ chứ? Theo Lạc Tề Anh thấy, trong trận chiến năm đó với cường giả vùng ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn nhất định đã bị trọng thương. Còn về sau này, dùng uy thế còn lại đi càn quét các nước cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Nếu không thì sau những chuyện đó, Tiêu Chính Văn có thể được coi là một người đủ để trấn áp cả thế giới. Vào lúc đó, bất luận là danh vọng hay là địa vị đều không ai sánh bằng. Cho tới khi linh khí khôi phục, Tiêu Chính Văn sẽ là đối tượng duy nhất được tất cả các thế lực lôi kéo. Thế nhưng anh lại đột nhiên biến mất vào lúc này, đây chính là vấn đề rất khó nói rõ. Hơn nữa, bây giờ linh khí khôi phục, cao thủ của các thế lực lớn đều lũ lượt trở về. Thực lực của Tiêu Chính Văn đã không còn ở trên đỉnh cao từ lâu, dù là thế lực nào thì cũng có thể tìm ra một vài thậm chí là mười mấy cao thủ đẳng cấp ở cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao. Dù Tiêu Chính Văn hiện giờ muốn quay trở lại đỉnh cao thì cũng chỉ có thể nằm mơ mà thôi. Không dựa vào các thế lực lớn, Tiêu Chính Văn còn có chỗ dung thân hay sao? Anh Lạc nói không sai. Thật ra lần này tôi cảm thấy Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là vì chút tài sản của hắn trong thế tục nên mới không thể không đứng ra. Nói chuẩn xác thì nhà họ Lãnh có lẽ chính là người phát ngôn của Tiêu Chính Văn trong giới thế tục. Chúng ta động vào nhà họ Lãnh cũng đồng nghĩa với việc cắt mất miếng ăn của hắn, dù hắn có kiên trì tới cùng thì cũng phải làm cho người đời xem. La Chí Dũng nói bằng ngữ điệu nghiêm trọng. Không sai, nếu không mấy năm trước khi chúng ta phá hủy bia công trạng thì hắn đã ra tay rồi. Thế nhưng hắn chỉ trơ mắt nhìn chúng ta bôi nhỏ hết tất cả công trạng mấy đời của nhà họ Tiêu bọn họ mà lại chẳng hề lên tiếng, điều này nói lên rằng hắn sợ rồi. Lạc Tề Anh nói chắc nịch. Hắn rất tán đồng lời La Chí Dũng nói, dù gì loại người giống như Tiêu Chính Văn tuyệt đối không thể nhìn bia công trạng của nhà họ Tiêu bị người ta phá hủy. Điều này chẳng khác gì xóa bỏ hết những hy sinh mấy đời người nhà họ Tiêu vì Hoa Quốc. Vậy theo anh Lạc thì chúng ta nên làm thế nào? Hàn Thiên Vũ lúc này đã bị hai người kia lay động. Đối với Hàn Thiên Vũ mà nói, đối phó với Tiêu Chính Văn là bước quan trọng nhất trên chặng đường phát triển của hắn, nếu không thì hắn cũng sẽ chẳng liên thủ bài bố cục diện với mấy người Lạc Tề Anh. Và lại, không tranh thủ bây giờ khi các thế lực lớn vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa, nâng cao danh vọng của mình lên một đẳng cấp nhất định, sau này muốn tìm cơ hội như thế cũng khó như lên trời. Dù bây giờ Tiêu Chính Văn đang ở cảnh giới nào thì năm đó Tiêu Chính Văn cũng là nhân vật nổi danh toàn cầu. Làm thế nào, đương nhiên là đánh thẳng tới tận nơi, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. Gì mà vua Bắc Lương, gì mà một người trấn áp bốn phương. Đều là ảo hết, Lạc Tề Anh cười lạnh lùng nói. Theo hắn thấy, bây giờ chắc hẳn vết thương cũ của Tiêu Chính Văn vẫn còn chưa bình phục. Không nhân lúc anh bị thương lấy mạng anh thì sẽ chỉ đêm dài lắm mộng. Hơn nữa từ lúc linh khí khôi phục tới nay, tốc độ trị thương của Tiêu Chính Văn có thể sẽ nhanh hơn rất nhiều so với khi trước, một khi cho anh đủ thời gian để trị thương, đợi đến lúc vết thương của anh hoàn toàn bình phục thì muốn đối phó với anh cũng rất khó. Mà ba người bọn chúng lại không hề giống nhau, sau lưng bọn chúng không chỉ có năm đại danh sơn chống lưng cho. Quan trọng nhất là bọn chúng có thể nhận được tất cả nguồn tài nguyên của năm đại danh sơn. Tốc độ tiến bộ của bọn chúng đã không còn là điều mà Tiêu Chính Văn có thể tưởng tượng nổi. Mặc dù bọn chúng tạm thời vẫn chưa thể so bì với viện trưởng của các viện lớn, thế nhưng thực lực đã thuộc vào hạng kiệt xuất trong nước rồi. Ừ, ba người chúng ta liên thủ với nhau, hẳn Tiêu Chính Văn cũng chẳng có sức mà đánh trả. La Chí Dũng nở nụ cười hiểm ác, nói. Không sai. Năm đó không phải tin hắn giết chết 11 lão già của Hoa Sơn đã lan truyền rất rộng rãi sao? Bây giờ ba người chúng ta liên thủ giết chết hắn, có phải còn mạnh hơn cả 11 lão già của Hoa Sơn hay không? Lạc Tề Anh đắc ý cười nói. Hắn muốn dùng thực lực tuyệt đối để trấn áp Tiêu Chính Văn, sau đó lại từ từ hành hạ anh tới chết. Để cho cả thế giới đều nhìn thấy, Tiêu Chính Văn từng uy phong lẫm liệt chết trong tay hắn như thế nào? Ừ, đi thôi. Chúng ta cùng đi tìm Tiêu Chính Văn, bắt hắn chết tại Giang Trung. La Chí Dũng hào hứng đứng dậy nói. Hàn Thiên Vũ nghe vậy thì lập tức giơ tay lên, sau đó đánh bay ô cửa thép trước mặt, ba người lao ra một cách dễ dàng. Ba người bọn chúng đều là thế hệ sau của phái thực quyền trong năm đại danh sơn. Ngay từ ngày chào đời đã là sự tồn tại cao không với tới, ở trong mắt bọn chúng,
Tiêu Chính Văn năm đó có thể nghênh ngang hống hách chủ yếu là vì những đối thủ gặp phải đều quá yếu. Nếu không Tiêu Chính Văn vừa không có bối cảnh vừa không có chỗ dựa, sao có thể áp chế cho Võ Tông không ngóc đầu lên nổi. Với uy danh của năm đại danh sơn bọn chúng, lẽ nào còn không trấn áp được một mình Tiêu Chính Văn hay sao? Lúc này, một đám mây đen rất lớn bay thẳng về phía Giang Trung với tốc độ cực nhanh. Vào lúc ba người bọn chúng tới được Giang Trung, phía trước cửa tòa nhà làm việc của tập đoàn Vi Nhan đã tập trung rất đông người. Vô số người dân Giang Trung đều đứng dưới mưa, nhìn chăm chăm về phía cửa, vua Bắc Lương mà bọn họ mong nhớ đã trở về rồi. Bọn họ sẽ không còn phải chịu sự áp bức của năm đại danh sơn và Võ Tông thêm nữa. Tiêu Chính Văn chính là hy vọng của bọn họ. Vua Bắc Lương chính là xương sống của bọn họ mà lúc này, Liễu Thanh Mặc chiến bào nguyên soái đang ngồi ôn lại chuyện cũ với Tiêu Chính Văn trong phòng làm việc. Anh Tiêu, sau khi biến mất 5 năm, anh vẫn giống y như ngày trước, oai hùng hiên ngang, thật là tốt quá. Vừa nói, khóe mắt Liễu Thanh cứ thế tuôn rơi những giọt nước mắt nóng hổi. Trong 5 năm nay, Liễu Thanh cũng đã tiến bộ rất nhanh, nói cho cùng sau khi linh khí khôi phục thì Hoa Quốc mới là nơi được lợi nhiều nhất. Bốn từ quốc gia hưng thịnh không phải là chuyện đùa. Dẫu sao, thiên tử cũng đã hy sinh mạng sống của chính mình, đến cuối cùng mới giành được cơ hội thịnh vượng cho Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Liễu Thanh, lúc này, anh ta đã có thực lực của cảnh giới thiên thần một sao. Tiêu Chính Văn rất hài lòng khi Liễu Thanh có thể đạt được cảnh giới như hiện nay mà không cần sự trợ giúp của phá cảnh đơn. Chỉ có điều sắc mặt của Liễu Thanh lại mang theo vẻ u sầu. Dù sao hiện nay linh khí đã khôi phục, nên càng có nhiều cường giả của vùng ngoài lãnh thổ trở về giới thế tục. Nếu là vào 5 năm trước, thì với thực lực bây giờ của Liễu Thanh đã đủ sức áp đảo cả một châu lục. Nhưng bây giờ, đừng nói là một châu lục, ngay cả một tỉnh cũng chưa chắc có thể trấn áp nổi. Mà Tiêu Chính Văn của bây giờ dường như chẳng có bất kỳ thay đổi nào so với 5 năm trước, anh trông vẫn rất bình thường đến nỗi nếu Liễu Thanh không biết rõ về anh, thậm chí anh ta sẽ lầm tưởng rằng Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường. Tiêu Vương, anh, nghi vấn trong lòng Liễu Thanh còn chưa được nói ra, đột nhiên cả tòa nhà đã xảy ra một trận chấn động. Sau đó, chỉ thấy một đám mây đen lớn từ trên trời bay thẳng về phía tập đoàn Vi Nhan với tốc độ cực nhanh. Đám mây đen dường như sắp nhỏ ra nước. Cùng với đám mây đen, còn có một trận gió bão bất khả chiến bại ập đến, khiến vô số ngôi nhà dọc theo con đường đều bị trận bão này thổi sập. Nhiều chiếc ô tô trên đường cũng lần lượt bị trận bão này thổi bay lên giữa không trung. Tiêu Chính Văn, còn không mau ra chịu chết. Một giọng nói lạnh như băng như từ chín phương trời truyền xuống, ngay lập tức vang dội cả khắp Giang Trung trong nháy mắt. Mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy bóng dáng của ba người thanh niên đang đứng ngạo nghễ trên không trung. Ba người đều mặc áo đạo sĩ trắng như tuyết, cả người đều toát ra khí phách hiên ngang và khí thế ngạo mạn. Ngay cả Liễu Thanh cũng cảm nhận được một sức ép vô cùng mạnh mẽ. Cao thủ cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Trong lòng Liễu Thanh không khỏi chấn động, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Vương, tuyệt đối không thể. Nếu lúc này Tiêu Chính Văn đi ra ngoài thì chỉ có chết. Tiêu Chính Văn chậm rãi đứng dậy, vỗ nhẹ hai cái vào vai Liễu Thanh nói, đừng căng thẳng, tôi đi một lát rồi về. Nói xong. Tiêu Chính Văn bước ra khỏi tòa nhà văn phòng của tập đoàn Vi Nhan dưới ánh mắt chăm chú và kinh ngạc của Liễu Thanh. Có những chuyện đã chôn sâu quá lâu, giờ cũng phải cho công chúng một câu trả lời thỏa đáng. Mục tiêu của Tiêu Chính Văn đương nhiên không phải là đám người Lạc Tề Anh. Bọn họ chỉ là đám danh con của năm đại danh sơn, người mà Tiêu Chính Văn thật sự muốn đe dọa chính là toàn bộ Võ Tông. Cho dù linh khí có khôi phục hay không, Hoa Quốc phải luôn lấy dân làm gốc. Pháp luật sẽ luôn là trên hết. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà, Lạc Tề Anh chắp tay ra sau với vẻ mặt kiêu ngạo, rồi liếc xuống nhìn Tiêu Chính Văn nói, hừ, bất ngờ không? Năm đại danh sơn của chúng tôi mà anh cũng dám khiêu khích. Một thiên thần một sao nhỏ nhoi, ở thời đại hiện nay đã sớm lỗi thời rồi. Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn Lạc Tề Anh trên không trung, cười nhạo nói, thật sự rất bất ngờ. Tôi nhớ 5 năm trước người của năm đại danh sơn cũng đều có đầu óc. Anh nói cái gì? Nghe vậy, vẻ mặt Lạc Tề Anh giận đến trắng bệch. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn ở phía dưới, hừ. Tên họ Tiêu kia, e rằng anh nằm mơ cũng không ngờ rằng, Võ Tông của hôm nay sớm đã không phải là Võ Tông mà lúc anh rời đi rồi.
Cảnh giới thiên thần một sao, ngay cả những người trẻ tuổi như chúng tôi anh cũng không thể uy hiếp được. Có phải khiến anh rất thất vọng không? Lạc Tề Anh vừa nói vừa ngoắc tay. Một tòa nhà 20 tầng ở cách đó không xa bất ngờ đổ sập. May mắn thay, bởi vì Tiêu Chính Văn trở về, nên tất cả những người trong tòa nhà đó đều chạy sang tập đoàn Vi Nhan để chào đón Tiêu Chính Văn. Nếu không, sẽ có hàng ngàn gia đình bị phá hủy bởi cú đánh này. Thấy chưa, đây chính là sức mạnh của cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Anh nằm mơ cũng muốn có được loại sức mạnh bất khả chiến bại này đúng không nào? Lạc Tề Anh cúi đầu nhìn Tiêu Chính Văn ở phía dưới, nói với vẻ mặt vô cùng kiêu căng, nếu đổi lại là năm đó, anh quả thật rất giỏi, nhưng đáng tiếc thời thế đã thay đổi rồi. Có lẽ anh vẫn còn chưa biết, trong 5 năm nay, Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn của chúng tôi luôn tìm kiếm anh. Năm đó, anh đã giết hàng ngàn đệ tử của Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn của chúng tôi chỉ bởi vì một tên dân đen thấp hèn. Anh biết tội của mình chưa hả? Tiếng giống giận của Lạc Tề Anh vang lên như tiếng sấm. Chấn động đến nỗi khiến lỗ tai và mũi của mọi người ở phía dưới đều chảy máu. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh nhạt nhìn Lạc Tề Anh, mặc cho hắn gầm thét thế nào, Tiêu Chính Văn cũng không hề căng thẳng. Với anh mà nói, Lạc Tề Anh chẳng khác nào người sẵn sàng chịu chết. Lúc này, Lạc Tề Anh vừa vung tay lên, một tòa nhà cao hơn 30 tầng ngay lập tức bị bật gốc. Treo lơ lửng trên không trung. Thấy rồi chứ? Đây là sức mạnh tuyệt đối đủ để giết anh hàng nghìn lần. Lạc Tề Anh nói với vẻ mặt cười nhạo. La Chí Dũng và Hàn Thiên Vũ cũng cười khẩy và nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn ở phía dưới. Xem ra chúng tôi đã đoán đúng, 5 năm cứ thế trôi qua, nhưng anh lại chẳng có gì khác biệt so với năm đó. Năm đó anh đã oai phong đến cỡ nào, một mình đã có thể trấn áp cả vũ trụ cơ mà. Nhưng đáng tiếc, hôm nay đã không còn là thời đại của anh nữa rồi. La Chí Dũng không để mất cơ hội chế giễu. Lại có một tiếng động lớn như sấm vang lên, chỉ thấy Hàn Thiên Vũ và La Chí Dũng tràn đầy khí thế, uy lực của cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao như một luồng khí vô hình đè lên những người phía dưới khiến họ phải quỳ xuống. Ngay cả dưới mặt đất cũng xuất hiện những vết nứt. Sao rồi, vua Bắc Lương, có phải anh rất sợ không? Từ khóe mắt, La Chí Dũng nhìn thấy một máy quay ở phía xa. Lúc này hắn nhân cơ hội ra oai với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, nếu như tòa nhà này rơi xuống, đừng nói là đám đàn kiến phía dưới, anh dám đảm bảo rằng mình sẽ thoát được không? Lạc Tề Anh cười đến điên dại với vẻ đắc ý. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nhìn về phía ba người ở trên không trung, lạnh lùng nói, tôi khuyên các người nên có chừng mực. Lời này vừa thốt ra, cả ba người Lạc Tề Anh gần như cùng lúc sa sầm mặt mày. Nên có chừng mực ư? Hừ. Anh tưởng mình là ai? Còn là vua Bắc Lương của năm đó sao? Nói cho anh biết, cho dù là thiên tử cũng không có quyền ra lệnh cho chúng tôi. Đúng thế, huống chi, anh chẳng qua cũng chỉ là một con chó theo đuôi của thiên tử mà thôi. Tiêu Chính Văn, sao anh không xem lại ba người chúng tôi đang ở cảnh giới nào? Cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao đấy? Nếu chúng tôi cùng nhau ra tay thì cũng đủ để nghiền nát anh. Cả ba người cùng lúc giống lên. Đừng nói là anh. Ngay cả giới chính trị cũng phải nể mặt chúng tôi. Anh thì là cái thá gì? Lạc Tề Anh đã hoàn toàn tức giận. Theo hắn thấy, với thực lực của ba người bọn họ, Tiêu Chính Văn chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sau đó, ba người họ sẽ lần lượt hành hạ Tiêu Chính Văn, cho đến chết, Tiêu Chính Văn cũng sẽ không có bất kỳ hành động phản kháng nào. Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn được phát ra từ tòa nhà treo lơ lửng giữa không trung. Sau đó giống như một cây giáo dài khổng lồ, đâm thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy tòa nhà đổ xuống sẽ khiến hàng chục người dân bình thường phía dưới bị nghiền thành cho bụi, nhưng đám người La Chí Dũng lại đắc ý ngửa mặt cười phá lên. Tiêu Chính Văn chậm rãi ngẩng đầu, anh lạnh lùng nhìn tòa nhà đang rơi xuống từ trên không khung, sau đó nhẹ nhàng vuốt ống tay áo. Một sức mạnh vô cùng lớn được đánh ra trong nháy mắt, tòa nhà còn chưa kịp rơi xuống đã biến thành cát bụi. Một giây sau, đã vang lên một tiếng động lớn như sấm. Bùm, một sức mạnh lớn khổng lồ rơi ngay vào ba người họ. Đám người Lạc Tề Anh bay lộn ngược ra ngoài như bị một thiên thạch nhỏ va phải. Đám người Lạc Tề Anh không ngờ Tiêu Chính Văn dám ra tay với bọn họ, càng không ngờ sức mạnh đó lại mạnh đến mức có thể đánh ba người bọn họ rơi từ độ cao hàng trăm mét xuống. Rầm, 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 ba tiếng động lớn liên tiếp vang lên.
ngay cả mặt đất lát gạch ngói cũng bị đập thành ba cái hố hình người sâu vài mét. Trên mặt mất người lập tức be bét máu. Sao, sao có thể? Lạc Tề Anh chật vật trèo ra khỏi cái hố lớn, trên mặt lộ ra vẻ không tin, nhìn về phía Tiêu Chính Văn cách đó không xa. Thực ra vừa rồi, không chỉ một mình hắn ra tay. Nhìn thì có vẻ như Lạc Tề Anh đã dùng một ngón tay phóng cả tòa nhà cao kia về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng trên thực tế, La Chí Dũng và Hàn Thiên Vũ cũng bí mật dùng sức mạnh để khóa chặt Tiêu Chính Văn. Theo lẽ thường, nếu cảnh giới thiên thần một sao bị cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao chống chế thì đừng đón đến việc đánh trả, mà ngay cả động một ngón tay cũng không được. Lúc bọn họ còn chưa kịp bò dậy khỏi mặt đất, một lực mạnh từ trên 9 tầng mây đè xuống. Rầm, La Chí Dũng nôn ra máu, cả người giống như một cái đĩa, ép xuống mặt đất. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy từng khúc xương trong cơ thể gãy nát, đau đớn hét lên như tiếng lợn bị chọc tiết. Tình hình của Lạc Tề Anh và Hàn Thiên Vũ cũng không khá hơn là bao. Đặc biệt là Lạc Tề Anh, một chân đã bị sức mạnh kia đè cho nát bét. Tiếng xương gãy vang lên, Lạc Tề Anh đau đớn đến mức suýt ngất ngay tại chỗ. Không, không thể nào, cái này, sức mạnh này, Lạc Tề Anh nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ khó tin, nói anh, không ngờ anh lại là cao thủ cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao. Chưa từng ăn thịt lợn nhưng cũng từng thấy lợn chạy. Sức mạnh vô song này chính là uy lực của cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao. Mặc dù theo bọn họ thấy, sức mạnh này đủ để hủy diệt trời đất, nhưng trên thực tế, đó chỉ là uy lực của cường giả cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao mà thôi. Đúng vậy, đạt đến cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao thì sẽ cảm thấy sức mạnh này cũng bình thường. Lúc này, đầu óc Lạc Tề Anh vô cùng choáng váng. Chẳng phải mấy năm nay, Tiêu Chính Văn đang dưỡng thương sao? Tiêu Chính Văn rõ ràng đã là cao thủ cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, tại sao lại khiêm tốn đến vậy? Hắn không phục, từ khi linh khí hồi phục, Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn đã cho hắn toàn bộ tài nguyên. Với tốc độ tiến bộ của hắn, hắn có thể kiêu ngạo với thế hệ trẻ cùng thời, nhưng tại sao vẫn bị Tiêu Chính Văn dẫm đạp dưới chân? Dù có thế nào hắn cũng không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Hơn nữa, theo hắn thấy, Tiêu Chính Văn không có lai lịch cũng không có hậu thuẫn, căn bản không thể đạt đến cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao được. Ngay cả người của năm đại danh sơn hiện nay cũng chỉ đạt cảnh giới thần bình thường, chỉ có vài cao thủ từ vùng ngoài lãnh thổ trở về mới có thể đạt được cảnh giới cao hơn. Lúc nãy tôi đã khuyên các người rồi, phải biết dừng lại đúng lúc mà các người không nghe. Các người không phải đang thể hiện sức mạnh mà là đang giết người vô tội. Các người có biết trong tòa nhà này có bao nhiêu người không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Lạc Tề Anh. Không, tôi không phục, tôi vẫn còn tuyệt kỹ của Thiên Sơn. Tôi, Lạc Tề Anh không cam lòng ngẩng cao đầu, hắn không muốn chết như thế này. Và lại hắn cũng không thể chết, hắn là con trai của Lạc Trường Sinh, hắn không tin Thiên Sơn sẽ không cứu hắn. Hắn không tin Lạc Trường Sinh sẽ trơ mắt nhìn hắn chết. Chẳng phải ở xa kia còn có camera sao? Hắn tin rằng người của Thiên Sơn đã nhận được tin tức rồi. Không phục sao? Được, tôi cho anh một cơ hội để chứng minh bản thân. Nói xong, Tiêu Chính Văn phất tay, lực áp chế khủng khiếp kia đột nhiên biến mất. Lạc Tề Anh cố nhẫn nhịn cơn đau rồi đứng dậy. Tiêu Chính Văn, anh sẽ phải hối hận vì những gì đã làm ngày hôm nay. Vừa nói, Lạc Tề Anh vừa dùng một ngón tay chỉ lên trời, vô số mây đen trên bầu trời lập tức tụ lại dưới ngón tay của hắn. Vô số tia sét đan xen trên không trung, cả bầu trời xám xịt đáng sợ. Đây không phải là ảo giác, mà tầng mây đã hạ xuống dưới 100 mét. Ngay cả những người bên dưới cũng thấy rõ những tia sét dày đặc trong tầng mây đen. Một tia sét khổng lồ đường kính không dưới 10 mét dần dần hình thành trên không trung. Chỉ cần tia sét này đánh xuống thì tất cả mọi người phía dưới đều không thể sống sót. Tiêu Chính Văn dửng dưng nhìn lên, sau đó lạnh lùng nói, cút. Chỉ một chữ cút. Nhưng đám mây đen dày đặc kia như nhìn thấy thiên địch, trong phút chốc đã tản ra. Tia sét tụ lại một chỗ trên bầu trời cũng đồng thời phóng ra bốn phía. Anh, chuyện này không thể. Mắt Lạc Tề Anh trợn tròn. Đây là một trong ba trận pháp lớn của Thiên Sơn. Trận pháp thiên uy diệt tuyệt. Vậy mà lại tan biến trước một chữ cút của Tiêu Chính Văn. Lạc Tề Anh đang định lên tiếng thì sức mạnh vô song kia lại ập tới, hất Lạc Tề Anh ngã nhào xuống đất.
Tiêu Chính Văn từ từ nhấc chân lên, dẫm lên mặt Lạc Tề Anh, dúi cả đầu xuống nền gạch. Tôi đã nói rồi, năm đại danh sơn mấy năm trước còn khôn khéo, đáng tiếc, anh còn chẳng có não. Lúc này, Lạc Tề Anh gần như nghẹt thở đến cực điểm. Rõ ràng hắn đã dùng hết sức lực, nhưng ở trước mặt Tiêu Chính Văn, hắn còn chẳng bằng con kiến. Thực ra tôi đã sớm cảnh cáo người của Thiên Sơn rồi, đừng làm những chuyện vô nghĩa, nếu không chỉ có đường chết mà thôi. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa lạnh lùng liếc nhìn La Chí Dũng và Hàn Thiên Vũ. Không, Tiêu Chính Văn, tôi là con trai của Viện trưởng Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn, anh không thể giết tôi được. Cho dù là ai thì đều phải nể mặt Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn vài phần, anh cũng không ngoại lệ. Ồn ào quá, Tiêu Chính Văn hừ một tiếng, chân lại dùng lực ấn đầu Lạc Tề Anh xuống đất, ngay cả tiếng quát giận dữ của anh cũng biến thành tiếng ngâm nga không rõ. Lúc này, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Liễu Thanh cũng tròn mắt sững sờ. Đó là cao thủ cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao, hơn nữa còn không phải một người mà cả ba người đều bị Tiêu Chính Văn đánh gục cùng một lúc. Trong cả nước có mấy ai làm được nhiều này, chưa nói đến thế hệ trẻ, ngay cả những cường giả đi trước cũng không dám đảm bảo có thể đánh bại ba cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao đến mức không còn lực chống trả. Tiêu Chính Văn lúc này còn mạnh mẽ và độc đoán hơn nhiều so với 5 năm trước. La Chí Dũng và Hàn Thiên Vũ cũng vô cùng choáng váng, bọn họ không thể ngờ được rằng bọn họ đang định giết Tiêu Chính Văn thì lại bị người ta đánh đến mức không thể đánh trả. Sau một thời gian dài, Lạc Tề Anh cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật này, hắn không địch lại nổi thì đã sao? Sau lưng hắn còn có Thiên Sơn, còn có cả Võ Tông. Tiêu Chính Văn, anh cho rằng anh đánh bại tôi thì đã thắng rồi sao? Nói cho anh biết, năm đại danh Sơn sẽ không tha cho anh đâu. Những tông môn có thủ với anh cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Anh chỉ sống được vài ngày nữa thôi. Chắc anh vẫn chưa biết, năm đại danh sơn đã có cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương trở lại rồi. Ở trước mặt cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương, anh chẳng là cái thá gì cả. Lạc Tề Anh gào lớn. Lời này vừa được thốt ra, gần như tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Dù Tiêu Chính Văn mạnh cỡ nào thì cũng có thể so bì với bán bộ nhân vương hay sao? Cách biệt giữa thiên thần và bán bộ nhân vương quá lớn, căn bản không thể chỉ dựa vào chút kinh nghiệm chiến đấu đã có thể khỏa lấp được khoảng cách như trời và đất đó. Hơn nữa, thông tin năm đại danh sơn đều có cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương chấn giữ đã lan truyền khắp Hoa Quốc từ lâu, gần như ai ai cũng biết. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng liếc nhìn mấy người Lạc Tề Anh chứ không đáp lời. Thấy Tiêu Chính Văn trầm mặc không nói, trên mặt Lạc Tề Anh nở một nụ cười. Xem ra quả thực Tiêu Chính Văn đã bị câu nói của mình làm cho chấn động. Cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương của năm đại danh sơn mới là chiến lực đỉnh cao nhất Hoa Quốc. Mà Tiêu Chính Văn dù đã đặt chân lên cảnh giới thiên thần cấp thiên 4 sao thì rốt cuộc vẫn không phải là bán bộ nhân vương. Nghĩ tới đây, Lạc Tề Anh đắc ý cười nói, sao hả? Đường đường là vua Bắc Lương mà cũng có lúc sợ hãi à? Ban nãy không phải anh còn rất lợi hại sao? Anh đánh đi, tôi xem anh còn dám động, bốp. Không đợi Lạc Tề Anh nói xong, Tiêu Chính Văn đã giơ tay giáng luôn một cái tát lên trên mặt hắn. Lạc Tề Anh bị đánh mà cả mặt đờ đẫn, không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn. Bán bộ nhân vương thì sao, dù là bán bộ nhân vương thì cũng buộc phải tuân thủ luật pháp trong thế tục. Không phục thì có thể gọi bán bộ nhân vương mà mấy người nói ra thử. Giọng nói của Tiêu Chính Văn hết sức lạnh lẽo, không có chút ít tình cảm nào. Đừng nói là mấy người Lạc Tề Anh hoàn toàn đờ đẫn, ngay cả Liễu Thanh cũng nghe tới mức sững sờ. Đó là bán bộ nhân vương đấy. Hơn nữa với thân phận của mấy người Lạc Tề Anh thì thật sự có thể mời được bán bộ nhân vương tới. Dù gì Lạc Trường Sinh cũng là viện trưởng của một viện lớn trong Thiên Sơn, sau khi học viện kiếm thuật bị phá hủy, mấy năm gần đây đã được xây dựng lại, hơn nữa vẫn là học viện quan trọng nhất của Thiên Sơn. Con trai gã bị Tiêu Chính Văn đánh cho thảm hại như vậy. Lạc Trường Sinh dồn hết sức mình đi mời thì nhất định có thể mời được bán bộ nhân vương của Thiên Sơn ra mặt. Đúng vào lúc này, Lạc Tề Anh cười lạnh lùng chế nhạo, Tiêu Chính Văn, hy vọng lúc bán bộ nhân vương tới đây thì anh vẫn có thể ngông cuồng giống như bây giờ. Có bản lĩnh thì bây giờ hãy thả bọn tao ra, xem tới lúc đó ai là người phải quỳ xuống cầu xin. Lạc Tề Anh bây giờ chỉ nghĩ tới việc làm sao để thoát ra,
còn về làm cách nào để mời được cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương tới thì lúc này căn bản vẫn không trong phạm vi suy xét của Lạc Tề Anh. Có điều chỉ cần báo cáo hết tất cả những chuyện xảy ra ở Giang Trung với sư môn của hắn, tin rằng Thiên Sơn nhất định sẽ hợp sức cùng năm đại danh Sơn cử người tới giết Tiêu Chính Văn. Dù gì cũng không phải chỉ một mình Thiên Sơn có thù oán với Tiêu Chính Văn, Hằng Sơn, Hoa Sơn, thậm chí ngay cả Huệ Mi cũng có người chết trong tay Tiêu Chính Văn. Sẽ không có ai quên mất mối thù lớn này, cũng không thể quên đi được. Vả lại, bán bộ nhân vương khủng bố tới độ nào cơ chứ? Đó gần như là sự tồn tại một người tiêu diệt cả một quốc gia, ngoại trừ người đã giết chết một bán bộ nhân vương vào khoảng thời gian trước tại thành phố Sơn Thành ra, ai dám vênh váo với bán bộ nhân vương cơ chứ? Tiêu Chính Văn có lợi hại tới độ nào, lẽ nào còn có thể sánh ngang với Tiểu Thái Tông đó hay sao? Lạc Tề Anh vừa nói dứt lời, Tiêu Chính Văn đã bật cười lạnh lùng, sau đó giơ tay, sức ép vô hình đột nhiên tỏa ra. Lạc Tề Anh đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Hai người La Chí Dũng và Hàn Thiên Vũ cũng thở hồng hộc từng ngụm khí lớn. Tiêu Vương, không được đâu, cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương là sự tồn tại một người áp chế cả một quốc gia, nếu như để cho viện binh của bọn chúng tới. Vậy hậu quả, mặc dù Liễu Thanh chưa tận mắt chứng kiến rốt cuộc cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương ra tay sẽ khủng bố tới độ nào, thế nhưng nghe đồn thì sức mạnh mà bất cứ một cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương nào có thể kiểm soát đều là sự tồn tại hết sức đáng sợ. Núi sông chuyển động chỉ trong một dòng suy nghĩ, vũ trụ san phẳng chỉ trong một lần vung tay. Đây chính là điểm đáng sợ của cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương. Hơn nữa, từ hơn 1.000 năm trước, khi vùng ngoài lãnh thổ vẫn còn chưa khai phá, trong thế tục cũng lưu truyền không ít những truyền thuyết có liên quan tới cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương. Thực lực của bán bộ nhân vương rõ ràng ngang với vũ khí hạt nhân. Mặc dù Tiêu Chính Văn mạnh nhưng dẫu sao bây giờ cũng chỉ có thực lực ở cảnh giới thiên thần, khoảng cách tới nhân vương còn quá xa xôi. Hơn nữa, tuổi tác của Tiêu Chính Văn cũng chẳng phải quá lớn, sao có thể là đối thủ của mấy lão quái vật kia cơ chứ? Trên thế giới này có một số chuyện căn bản không thể giải quyết chỉ trong phút chốc. Đặc biệt là trong chặng đường học võ, sự tích lũy của thời gian và tuổi tác mới là nền tảng không thể thiếu được. Thế nhưng đây cũng chính là điểm yếu của Tiêu Chính Văn. Anh thực sự vẫn còn trẻ quá. Tiêu Chính Văn khẽ xua tay, liếc mắt nhìn mấy người Lạc Tề Anh, nói, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho mấy người hoàn toàn buông bỏ, mới có thể khiến cho võ tông phải sợ hãi. Lời này vừa thốt ra, gần như tất cả những người đang chứng kiến bắt đầu bàn tán xôn xao, tất cả mọi người đều toát mồ hôi thay cho Tiêu Chính Văn. Bọn họ không hy vọng vua Bắc Lương đấng cứu thế trong lòng họ vừa mới trở về đã chết thảm trong tay bán bộ nhân vương. Thế nhưng đồng thời, trong lời Tiêu Chính Văn nói cũng có một tín hiệu hết sức rõ ràng. Dù trước đây người trong võ tông ngông cuồng tới độ nào, từng làm bao nhiêu việc vượt quá quy định, từ giờ trở đi, bọn họ buộc phải tuân thủ luật pháp. Tiêu Chính Văn đang thay cho giới chính trị chính thức tuyên chiến với năm đại danh Sơn. May được lắm, Lạc Tề Anh nghiến răng cười nói, sau đó rút điện thoại ra. La Chí Dũng và Hàn Thiên Vũ cũng lôi điện thoại ra rồi gọi đi. Cậu Tiêu, xin cậu suy nghĩ cho kỹ càng. Một khi bán bộ nhân vương nhúng tay vào thì e rằng sẽ là cục diện một mất một còn đó. Lãnh Kế Hồng cũng tiến lên một bước, nhỏ giọng khuyên nhủ Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ bình tĩnh gật đầu tỏ ý Lãnh Kế Hồng không cần phải lo lắng. Mà một bên khác, thông tin Tiêu Chính Văn công khai khiêu chiến với cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương của năm đại danh Sơn lập tức gây ra bão mạng. Tần Vũ nhìn mẩu tin bên trên màn hình. Lập tức trở nên kích động. Nếu như trước đây ở Sơn Thành, người ứng chiến với cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương vẫn có khả năng là Tiểu Thái Tông, vậy thì bây giờ đã hoàn toàn chứng minh thân phận của Tiêu Chính Văn rồi. Trên mạng đều đang bàn tán chuyện sau khi vua Bắc Lương oai hùng trở về, việc đầu tiên chính là khiêu chiến với năm đại danh Sơn. Điều này tượng trưng cho việc tất cả quy tắc trong thế tục sắp phải thay đổi hết toàn bộ. Từ giờ về sau, võ tông cũng chỉ có thể cúp đuôi mà làm người thôi. Mặc dù có không ít người tin vào Tiêu Chính Văn, thế nhưng cũng có số ít người dè bỉu khinh thường. Ôi, thời đại đã thay đổi từ lâu rồi, nếu như là 5 năm trước, Tiêu Chính Văn nói như vậy tôi vẫn còn chút niềm tin, dù gì lúc đó hào quang của anh ta cũng là vô hạn. Đáng tiếc, vật đổi sao rời, cảnh giới thiên thần mà khiêu chiến với bán bộ nhân vương, đúng là một tên điên. Theo tôi thấy, chưa đến 3 ngày,
tên Tiêu Chính Văn này sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Hoa Quốc. Những lời này cũng khiến rất nhiều người phải suy nghĩ. Quả thực lúc đó khi linh khí chưa phục hồi, cũng không có nhiều cường giả từ vùng ngoài lãnh thổ trở về tới vậy. Tiêu Chính Văn thống lĩnh cả một thời đại chẳng có gì làm lạ, thế nhưng bây giờ thì sao? Rất nhiều cường giả vùng ngoài lãnh thổ đều đã đồng loạt trở về. Tiêu Chính Văn so với mấy người này, vừa không có chỗ dựa vững chãi, vừa không có tông môn hậu thuẫn, anh lấy cái gì ra để so với mấy người này? Ôi, ít nhất Tiêu Chính Văn vẫn có mấy phần chính trực, không giống như mấy người, bị người trong võ tông bắt nạt, thậm chí ngay cả giám cũng không dám đánh. Đúng vậy, ngoại trừ việc mấy người có thể làm anh hùng bàn phím thì còn có tác dụng quái gì? Dù sao thì tôi cũng tin vào Tiêu Chính Văn. Vương Quốc Xương phía đối diện Tần Vũ đọc được mấy bình luận này, sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó đột nhiên ngửa mặt phá lên cười. Nhìn Vương Quốc Xương cười điên cuồng không ngừng, Tần Vũ lạnh lùng nói, anh có tin lời bọn họ nói không? Hừ, Tổng Tư lệnh Tần, anh vui mừng sớm quá rồi đấy, Tiêu Chính Văn không phải người ở Sơn Thành kia, hắn có tư cách đối đầu với cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương sao? Nhìn mà xem, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ biến thành một cái xác lạnh lẽo ngay thôi. Vương Quốc Xương lạnh lùng nói với vẻ chế nhạo. Bây giờ, cùng với việc Linh Khi trở về, các cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương của năm đại danh sơn đều lần lượt xuất đầu lộ diện. Hơn nữa ngay cả cường giả cảnh giới nhân vương cũng đã sắp trở lại. Dù Tiêu Chính Văn có bản lĩnh đến đâu, nhưng khi đối mặt với thời đại lớn như vậy, anh có thể tạo ra được sóng gió gì? Cho dù có cho anh thêm 10 năm, thì anh cũng không thể trở thành người bắt đầu xu hướng của thời đại này. Thời thế đã thay đổi, ở thời đại này, có quá nhiều cường giả sắp trở về, mà trong những người này, có ai không phải là nhân vật quan trọng đã từng dẫn dắt một thời đại cơ chứ? Tiêu Chính Văn có xuất sắc hơn nữa, nhưng sao có thể so sánh với những nhân vật quan trọng này? Hừ, đừng nói chuyện tuyệt tình như vậy, có thể hướng của sự việc sẽ đi ngược lại với những gì anh nghĩ. Tần Vũ lạnh lùng đáp trả lại một câu. Dựa vào sự hiểu biết của anh ta đối với Tiêu Chính Văn, chỉ cần anh dám nói ra lời này, có nghĩa là Tiêu Chính Văn đã có đủ sự tự tin. Nói cho cùng, tiếng nói của anh cũng là đại diện cho giới chính trị, nếu như để thua trước năm đại danh sơn, thì danh tiếng của giới chính trị cũng sẽ bị tổn hại. Giờ phút này, Tần Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau 5 năm bị năm đại danh sơn và võ tông trấn áp, lúc này, cuối cùng đã có thể nở mày nở mặt. Thậm chí có thể nói rằng, chỉ cần Tiêu Chính Văn trở về, Hoa Quốc sẽ trở lại là Hoa Quốc trước kia. Giới chính trị sẽ là sự tồn tại tối cao của Hoa Quốc. Vào giờ phút này, tin tức về việc Tiêu Chính Văn công khai thách thức với năm đại danh sơn cũng đã được truyền ra ngoài. Năm đại danh sơn gần như nổi giận cùng một lúc, phía trên Thiên Sơn không ngừng vang lên tiếng sấm, phạm vi của biển sấm ở Thiên Sơn gần như tăng lên gấp đôi. Phía trên Hằng Sơn, mây đen đè nặng trên đầu, gió lạnh âm u đằng đằng sát khí trong bán kính trăm dặm. Trên đỉnh Hoa Sơn, một ông lão cầm kiếm trong tay, vừa chém đã san bằng ngọn núi cách đó trăm dặm. Trong phút chốc, cơn giống giận của năm đại danh sơn đã vang dội khắp cả nước. Không chỉ trong nước, mà ngay cả toàn thế giới cũng phải đổ dồn sự chú ý về phía Hoa Quốc lần nữa. Liệu sự trở lại của Tiêu Chính Văn có đồng nghĩa với việc lại mở ra một thời đại mới lần nữa hay không, không ai có được câu trả lời. Nếu là người khác thì hoàn toàn không thể khơi dậy được chút sóng gió nào trong thời đại lớn này. Nhưng Tiêu Chính Văn thì khác, anh là người đàn ông có thể xoay chuyển càn khôn. Lúc này, trong một viên trang ở Âu Lục, một ông lão tóc trắng đọc những bình luận trên mạng, cười khổ lắc đầu nói, không ngờ, cậu ta vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Không những Âu Lục, mà Phi Lục và Mỹ Lục cũng đang thảo luận sôi nổi về vấn đề này. Tiêu Chính Văn vừa trở về đã khiêu chiến với cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương của năm đại danh sơn. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thái độ này. Một cảnh giới thiên thần lại ngang nhiên thách thức với cảnh giới bán bộ nhân vương. Gần như cả thế giới đều theo dõi kết quả của trận chiến này. Thật ra đây không chỉ là ân oán giữa Tiêu Chính Văn và năm đại danh sơn, mà còn là việc anh có thể phá vỡ được ranh giới giữa cảnh giới thiên thần và bán bộ nhân vương hay không. Từ xưa đến nay, cảnh giới thiên thần không cách nào so sánh được với cảnh giới nhân vương, khoảng cách của hai cảnh giới cũng giống như sự chênh lệch giữa vũ trụ và một hạt cát. Cũng giống như cảnh giới thiên vương không có cách nào đánh thắng được cảnh giới thiên thần, nhưng năm ấy Tiêu Chính Văn đã làm được.
Bây giờ, liệu anh có thể tạo ra được kỳ tích lần nữa không? Ngay sau đó, đã có người đứng ra khẳng định cảnh giới bây giờ của Tiêu Chính Văn là cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao. Nói cách khác, dù biết rõ bản thân thấp hơn cảnh giới của đối phương một cấp, nhưng anh vẫn chủ động khiêu chiến, việc này dũng cảm đến mức nào? Tôi nhớ, 5 năm trước Tiêu Chính Văn đã từng đánh bại cường giả cảnh giới thiên thần chỉ với cảnh giới thiên vương, nên lần này tôi vẫn cược anh ta thắng. Thoạt nhìn, người này giống như đang ủng hộ Tiêu Chính Văn, nhưng thật ra lại đang ngầm mỉa mai anh. Đi ngược với hướng đánh có thể xảy ra ở cảnh giới thiên vương, cũng có thể xảy ra ở cảnh giới thiên thần, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua cảnh giới lớn. Khoảng cách giữa bán bộ nhân vương và cảnh giới thiên thần không chỉ đơn giản là một cảnh giới lớn. Hừ, tôi không đồng ý với lời nói của anh bạn này, khoảng cách giữa bán bộ nhân vương và cảnh giới thiên thần không đơn giản chỉ là cảnh giới lớn, mà ngay cả sự hiểu biết về sức mạnh và trận pháp đều hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đây cũng giống như một người cầm một thanh giáo dài thi đấu với một người cầm súng ở khoảng cách 100 mét. Ai thắng ai thua, còn cần nói nữa sao? Lúc này, một cường giả Âu Lục mới trở về từ vùng ngoài lãnh thổ, lạnh lùng lên tiếng. Trong nội viện của Thiên Sơn, Âu Dương Nghi của Thiên Sơn đang chắp tay sau lưng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Người đứng cạnh cụ ta chính là Sở Hồng Thiên. Sư phụ, thầy thấy sao về chuyện của Tiêu Chính Văn? Sở Hồng Thiên vẫn luôn cụp mắt xuống, ông ta thậm chí còn không dám ngẩng đầu liếc nhìn đối phương. Chuyện này còn phải hỏi thầy sao? Cậu ta đúng là vua Bắc Lương, nhưng con đừng quên rằng bây giờ đã là thời đại nào, thân phận vua tước này đã không còn có thể bảo vệ cậu ta nữa rồi. Còn nữa, con cho rằng cậu ta chỉ vì một chuyện nhỏ này mà công khai thách thức chúng ta sao? Cậu ta đang lên tiếng cho giới chính trị, muốn võ tông chúng ta phải cúi đầu trước giới chính trị lần nữa. Vì vậy tuyệt đối không thể nhân nhượng với cậu ta. Hỏi ý kiến bên Hoa Sơn và Hằng Sơn xem, nếu muốn đi thì phải uy hiếp được giới chính trị, cho bọn họ biết nền móng thâm sâu của năm đại danh Sơn chúng ta, từ nay về sau chỉ có thể phục tùng chúng ta. Chuyện này, Sở Hồng Thiên nghe vậy không khỏi cau mày. Đối phó với một thiên thần thiên cấp 4 sao nhỏ nhoi lại phải dùng một chiến trận lớn như vậy, có vẻ như không thích hợp cho lắm. Thưa thầy, cậu ta chỉ là một cảnh giới thiên thần, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể nghiền nát cậu ta bằng một tay. Nếu cùng lúc cử đi mấy người cảnh giới bán bộ nhân vương, thì cho dù có giết được cậu ta cũng sẽ làm nhục danh tiếng của chúng ta đấy. Hừ, con thì biết gì chứ? Chúng ta không phải muốn giết Tiêu Chính Văn, mà là muốn để giới chính trị biết được, cho dù Tiêu Chính Văn về thì đã sao? Cho dù bọn họ có tốn bao nhiêu sức lực, cũng không cạnh tranh được với năm đại danh Sơn chúng ta. Tất cả đều phải khuất phục trước võ tông. Cho dù là vua Bắc Lương, hay là thiên tử, chỉ cần dám làm trái ý năm đại danh Sơn chúng ta, thì chỉ có một chữ. Chết, làm theo lời thầy nói đi, thầy sẽ ở đây chờ tin tốt của con. Âu Dương Nghi vừa nói, không kiên nhẫn mà xua tay. Vâng, Sở Hồng Thiên vội đáp lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi nội viện. Ngay khi Sở Hồng Thiên vừa rời khỏi nội viện, đã có hai ông lão tóc trắng đợi sẵn ở cửa. Hai người này chính là cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương của Hằng Sơn và Hoa Sơn. Không ngờ ông ta còn chưa đi mời, bọn họ đã chủ động tìm đến cửa rồi. Các ông đến đây làm gì thế? Sở Hồng Thiên biết rõ vẫn hỏi. Đương nhiên là đi giết tên điên cuồng Tiêu Chính Văn kia. Nhưng nói cho cùng Lạc Tề Anh cũng là đệ tử của Thiên Sơn, hai người chúng tôi tùy tiện đến đó, quả thật là phạm quy tắc, nên mới đến đây để bàn bạc với ông Sở. Một trong hai ông lão lên tiếng trước. Cũng được, cuộc chiến ở Sơn Thành lần trước, tôi đã mất hết thể diện, lần này, nói thế nào cũng phải trả đũa. Đến lúc đó, hai ông có thể nhìn ánh mắt của tôi để hành động. Ngay khi nhắc đến chuyện bị Tiêu Chính Văn liên tiếp tát mấy bà tai vào mặt ngay trước mặt mọi người ở Sơn Thành, Sở Hồng Thiên cảm thấy hết sức căm phẫn. Hơn nữa sau khi sư phụ ông ta biết được chuyện này đã mắng ông ta một trận nghiêm khắc. Ông Sở, yên tâm đi, bây giờ ba người chúng ta hợp lực, sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện như ở Sơn Thành nữa. Một ông lão khác kiêu ngạo nói. Lúc này, nhà họ Trương của Thiên Sơn cũng nhận được tin ba cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương sắp liên kết lại với nhau. Trương Lăng Phong cau mày nói với người đưa tin, anh nói cái gì? Ba cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương muốn cùng nhau tới Giang Trung. Đúng vậy, hơn nữa viện trưởng Sở cũng đích thân đến, để rửa mối nhục năm xưa. Người đưa tin vội vàng nói, hai,
Trương Lăng Phong khẽ thở dài một hơi, cũng không nói gì nữa. Dẫu sao đây cũng là chuyện nội bộ của Thiên Sơn, nhà họ Trương hoàn toàn không có quyền can thiệp. Nhưng nghĩ đến quá khứ ở Âu Lục, Trương Lăng Phong thực sự không hy vọng nhìn thấy Tiêu Chính Văn bị giết. Những xung đột trước đây đã không còn ý nghĩa nữa, nhìn thấy cục diện lớn đã đến gần, Tiêu Chính Văn ít nhất cũng được coi là thế lực lớn của Hoa Quốc, chết sớm như vậy, thật quá đáng tiếc. Hai vị, chúng ta lập tức lên đường thôi, đừng để tên nhóc đó chạy mất. Sở Hồng Thiên hừ một tiếng, khí thế mạnh mẽ của cảnh giới bán bộ nhân vương hoàn toàn được bộc phát, bay thẳng về phía Giang Trung. Một luồng sức mạnh lớn tỏa ra từ Thiên Sơn, đến tận thành phố Giang Trung. Những người dân bình thường bên dưới đều bị sức mạnh đáng sợ này đè bẹp xuống đất. Cho đến khi Sở Hồng Thiên đi xa, những người này mới dám đứng dậy. Không chỉ vậy, ba lực vô song đồng thời bay về phía thành phố Giang Trung từ ba hướng. Giờ phút này, không chỉ Giang Trung nhỏ bé mà thậm chí toàn bộ tỉnh Xuyên đều rung chuyển. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của cảnh giới bán bộ nhân vương. Quả thực giống như trong truyền thuyết, một khi sông núi xoay chuyển, một kiếm có thể hủy diệt mọi thứ. Gần như tất cả các phương tiện truyền thông ở Hoa Quốc đều đang tập trung theo dõi trận chiến này. Nhất là người dân Giang Trung càng đứng ngồi không yên. Bởi vì trận chiến kinh thiên động địa này sẽ diễn ra trên mảnh đất Giang Trung của họ. Rất nhiều gia đình giàu có đã chuyển nhà và tài sản đi trước khi trận chiến bắt đầu. Có trời mới biết, sau trận chiến này, Giang Trung còn tồn tại hay không? Bất kỳ một cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương nào cũng có thể quét sạch Giang Trung khỏi bản đồ chỉ bằng một nhát kiếm khi phát huy hết sức mạnh. Do đó, lựa chọn tốt nhất là rời khỏi đây. Đương nhiên, đa số những người dân bình thường vẫn lựa chọn ở lại, một mặt vì tin tưởng Tiêu Chính Văn có thể bảo vệ họ an toàn. Mặt khác, họ rất khó rời bỏ quê hương. Họ lớn lên ở đây từ nhỏ nên không nỡ từ bỏ nơi họ trưởng thành. Cùng lúc đó, cả thế giới đều đang theo dõi đám người Sở Hồng Thiên. Không ai ngờ được rằng cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương của năm đại danh sơn đã thật sự ra tay, hơn nữa ba người cùng hợp lực đánh tới. Trên mạng xã hội Hoa Quốc lại nổ ra những trận cãi vã ồn ào. Chết tiệt, lần này vua Bắc Lương gặp nguy hiểm rồi, ba vị cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương đã cùng nhau ra tay. Đám người võ tông căn bản không hề quan tâm đến đạo đức võ thoạt. Hừ, cậy đông hiếp yếu chính là thủ đoạn bọn họ thường dùng, những tên khốn không biết xấu hổ. Dù lên mạng mắng chửi như thế nào thì bọn họ cũng chỉ là người bình thường. Nơi đây cũng chỉ là tầng lớp dưới đáy xã hội vốn chẳng thể thay đổi được gì. Huống hồ là một người đủ trấn áp cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương. Do đó, không ai thèm quan tâm đến tầng lớp dưới đáy xã hội đang nói gì. Lúc này, hầu như tất cả các nhà máy ở Hoa Quốc đều thông báo ngừng hoạt động một ngày. Các ông chủ của các xí nghiệp lớn cũng đổ mồ hôi vì Tiêu Chính Văn. Mặc dù bọn họ không phải là tầng lớp dưới đáy xã hội, cũng từng làm một số việc phạm pháp, thậm chí trong số đó còn có người từng bị Tiêu Chính Văn xử lý. Nhưng so với Tiêu Chính Văn, bọn họ còn căm ghét năm đại danh sơn và đám cặn bã võ tông kia hơn nhiều. Lúc này, sắc mặt của Liễu Thanh chợt thay đổi khi nhìn thấy ba luồng ánh sáng màu tím trên trời phóng về phía Giang Trung. Ngay cả vẻ mặt của ông cụ quý cũng trở nên nghiêm trọng. Ba vị cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương cùng ra tay một lúc không phải là chuyện nhỏ. Dù sao ở vùng ngoài lãnh thổ, cũng hiếm khi xảy ra trận chiến lớn các mà cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương hợp lực. Quý Sương Nhi đứng bên cạnh chế nhạo, lần này Tiêu Chính Văn còn có thể thoát chết sao? Mặc dù trước đó đã có rất nhiều lời đồn đại về Tiêu Chính Văn, nào là một người trấn áp một phương, một người san bằng Âu Lục, khiến lỗ tai Quý Sương Nhi như sắp mọc kén rồi. Nhưng theo cô ta thấy, Tiêu Chính Văn có được những danh tiếng như bây giờ đều là do anh được sinh ra trong một thời đại tốt mà thôi. Nếu đổi lại là trong thời đại nhiều nhân tài thì Tiêu Chính Văn nào có cơ hội hiện mặt mũi của mình chứ? Lúc này, đại trưởng lão đang ngồi ở ghế sau xe cũng vô cùng sốt ruột, vỗ vào ghế lái xe phía trước nói, nhanh lên, nửa tiếng nữa nhất định phải tới Giang Trung. Đại trưởng lão không ngờ Tiêu Chính Văn sẽ bị ba vị cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương cùng nhắm tới. Ngộ nhớ Tiêu Chính Văn xảy ra sơ suất nào đó thì Hoa Quốc sẽ phải chịu tổn thất lớn. Vội vàng có tác dụng gì chứ? Cho dù chúng ta nhanh chóng tới đó thì người ta sẽ nghe theo lời khuyên của chúng ta sao?
nếu không phải Tiêu Chính Văn đắc tội với người ta thì bọn họ cũng sẽ không bày ra kết cục chết người này. Quý Sương Nhi lạnh lùng nói. Nói năng bậy bạ, ông cụ Quý hung hăng trừng mắt nhìn Quý Sương Nhi, nói cháu hiểu gì chứ? Nếu Tiêu Chính Văn chết thì Hoa Quốc sẽ mất đi trụ cột. Sau này cả Hoa Quốc sẽ trở thành thiên hạ của Võ Tông. Ngay cả thiên tử cũng sẽ trở thành con rối của Võ Tông. Đến lúc đó, đất nước sẽ không còn là đất nước nữa, nhà họ Quý chúng ta không thể ngồi yên một chỗ được. Quý Sương Nhi bị ông cụ Quý trách mắng đến nỗi mặt đỏ bừng, nhưng cô ta không dám phản bác. Đúng lúc này, một tiếng sấm nổ vang giữa trời, gió mây nổ tung, sau đó một cỗ uy lực vô song ép xe của đại trưởng lão Võ Tông dừng lại. Một luồng khí tức đáng sợ bay qua đầu của đám người đại trưởng lão. Cơ thể đại trưởng lão gần như bị ép chặt vào ghế, không thể nhúc nhích. Một luồng sáng chói lọi xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong xe. Một ông lão tóc bạc trắng đạp thanh kiếm dài, bay ngang trên bầu trời. Phía sau ông ta còn có hai ông lão tóc bạc nữa, kiêu ngạo đạp mây lướt bay trên đầu đám người đại trưởng lão. Là Sở Hồng Thiên của Thiên Sơn. Đại trưởng lão kinh ngạc thốt lên. Còn có cái tử anh của Hoa Sơn và nhiếp chi cổ của Hằng Sơn. Ông cụ Quý cũng kinh ngạc thốt lên, ba người này đều là nhân vật lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Đặc biệt là cái tử anh, nghe nói cụ ta là hậu duệ của kiếm tiên cái nhiếp thời tiên tần. Thực lực đứng trên Sở Hồng Thiên, gần như bất khả chiến bại trong cảnh giới bán bộ nhân vương. Hơn nữa người này rất biết cách sử dụng trận pháp. Nghe nói, lúc ở vùng ngoài lãnh thổ, cụ ta đã từng một mình đánh bại hai cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương. Hơn nữa, vạn kiếm sát trận là trận pháp độc nhất do cụ ta tự tạo ra. Có thể nói, với thực lực của cụ ta, nếu ở 5 năm trước thì có thể trở thành tổ sư. Thanh kiếm khổng lồ sau lưng cụ ta còn đáng sợ hơn. Có tin đồn rằng đó chính là thanh kiếm mà năm đó cái nhiếp dùng để ám sát Tần Vương. Trong thời gian ngắn, cả ba người gần như cùng bay đến Giang Trung. Cái tử anh nhìn về phía trên tòa nhà Vi Nhan, thấy Tiêu Chính Văn đang chắp tay sau lưng, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, cậu chính là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn à. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, chính là tôi. Xin hỏi ông là ai? Hừ, cái tử anh hừ một tiếng. Theo cụ ta thấy, Tiêu Chính Văn không xứng để biết tên của mình, ngay cả việc nói tên của mình cho một nhân vật nhỏ bé như Tiêu Chính Văn cũng là một sự sỉ nhục đối với cụ ta. Nhưng tiếng hừ lạnh lùng này lại biến không ít người bên dưới kinh ngạc nôn ra máu. Cho tới bây giờ, mọi người mới hiểu khoảng cách giữa cảnh giới thiên thần và cảnh giới bán bộ nhân vương lớn đến mức nào. Chỉ một tiếng hừ mà đã khiến hàng chục nghìn người bị sốc. Nếu thực sự ra thì chẳng phải có thể san bằng cả Giang Trung sao. Chẳng trách người của năm đại danh sơn lại coi thường những người bình thường đến vậy. Trong mặt bọn họ, người bình thường còn không bằng con kiến. Sao thế? Xấu hổ khi nhắc đến tên mình sao? Tiêu Chính Văn chế nhạo hỏi. Tôi, cái tử anh vô cùng tức giận trước lời nói này của Tiêu Chính Văn. Cụ ta đâu phải là đạo tặc cướp bóc, có gì phải xấu hổ chứ? Tên nhãi Tiêu Chính Văn kia, bớt nói những lời nhảm nhí lại đi. Tôi hỏi cậu, 11 trưởng lão của Hoa Sơn có phải chết dưới kiếm của cậu hay không? Cái tử anh tức giận nói. Cái tử anh nghĩ lần này đến đây sẽ không cần phải ra tay. Dù chỉ một câu nói thôi cũng có thể quyết định sống chết của Tiêu Chính Văn. Hơn nữa nếu không phải chuyện này có liên quan đến Thiên Sơn thì cụ ta đã có thể chỉ giơ tay lên là giết được một cảnh giới thiên thần rồi. Chỉ là cụ ta vừa dứt lời, một đám mây màu đen bao trùm lấy. Nhiếp chi cổ cũng chạy đến. Hai cường giả bán bộ nhân vương đứng trên không trung. Ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo nhìn Tiêu Chính Văn bên dưới. Thấy thế Lạc Tề Anh cười khẩy nhìn Tiêu Chính Văn. Hừ, Tiêu Chính Văn, cảm giác bây giờ thế nào? Chẳng phải anh nói tôi mời cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương của năm đại danh sơn đến sao? Giờ anh đã được như ý rồi đấy. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt khẽ cười, nhìn đám mây trên bầu trời lắc đầu nói, vẫn còn một người chưa đến, anh vội gì chứ? Nghe Tiêu Chính Văn nói thế. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía anh. Rõ ràng là anh đang đâm đầu vào chỗ chết mà. Một cường giả bán bộ nhân vương đã rất đáng sợ rồi, bây giờ có hai người vậy mà Tiêu Chính Văn còn dám nói lớn lối thế à? Tiêu Chính Văn, chuyện đã như vậy mà anh còn dám nói thế. Đừng nói là hai người,
dù chỉ có một cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương cũng đủ lấy đầu anh rồi. Lạc Tề Anh bỗng quát, ánh mắt nhìn Tiêu Chính Văn tràn ngập sự oán hận và thù ghét. Ý trong câu nói lúc nãy của Tiêu Chính Văn đã rất rõ, không hề xem hai cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương ra gì. Một người hơn 20 tuổi lại huênh hoang, hống hách như thế. Điều khiến Lạc Tề Anh không thể chấp nhận được vẫn là sự bình tĩnh, điềm nhiên của Tiêu Chính Văn. Trong ý thức của hắn, chỉ có Lạc Tề Anh hắn mới là thiên tài xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ, Tiêu Chính Văn thì là cái thá gì. Nhưng hắn lại không bằng Tiêu Chính Văn, đầu tiên là bị Tiêu Chính Văn đánh đến mức thừa sống thiếu chết, sau đó Tiêu Chính Văn đè đầu hắn bằng sự bình tĩnh ở trước mặt hai bán bộ nhân vương. Hắn có thể chịu được sao? Nếu đã đến rồi thì cùng lên đi. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Gì cơ, ý anh là hai cường giả bán bộ nhân vương vẫn không đủ à? Lạc Tề Anh trợn mắt nhìn Tiêu Chính Văn, ngực phập phồng lên xuống. Đương nhiên là không đủ, tôi đã bảo anh gọi người đến thì chắc chắn có thể giữ họ lại. Tiêu Chính Văn cố ý cao giọng nói. Câu nói này vang vọng khắp trời mây, người dân cả thành phố Sơn Thành đều nghe rõ mồn một. Hừ, chỉ là một cảnh giới thiên thần 4 sao mà lại dám khinh thường hai người bọn tôi. Cái tử anh lạnh băng nhìn Tiêu Chính Văn. Một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, bóng người Sở Hồng Thiên cũng đã đến trên bầu trời tập đoàn Vi Nhan. Sở Hồng Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Hừ, hay cho vua Bắc Lương, quả nhiên là ngông cuồng thế, thảo nào năm đó không ai có thể đè ép được cậu, nhưng tôi muốn xem rốt cuộc cậu có điểm nào hơn người. Sở Hồng Thiên chắp hai tay sau lưng đứng trên không trung nhìn xuống như đang nhìn một con kiến. Hừ, Tiêu Chính Văn, tôi muốn xem cậu còn có thể nghênh ngang được đến lúc nào. Ngày này năm sau là ngày giỗ của anh đấy. Khuôn mặt Lạc Tề Anh méo mó nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt gần như sắp phun ra lửa. Chỉ là cảnh giới thiên thần mà còn dám láo xược trước mặt cường giả bán bộ nhân vương, đúng là không biết trời cao đất dày. Này, lẽ nào cậu nghĩ cậu là người ở Sơn Thành kia sao? Có thể giết một bán bộ nhân vương trong tích tắc chỉ với thân phận là cảnh giới thiên thần ư? Người khác có thể làm được, nhưng không có nghĩa là cậu cũng làm được. Sở Hồng Thiên ở trên cao bị Tiêu Chính Văn chọc cười. Dĩ nhiên mấy người cái tử anh cũng biết những chuyện xảy ra ở Sơn Thành trước đó. Nhưng có lẽ hàng nghìn năm cũng sẽ không xuất hiện một người như thế này, đó chắc chắn là sự tồn tại như yêu quái. Người như thế không thể nào có ở khắp nơi, nếu không chẳng phải cả võ tông đều loạn hết sao. Những trận đấu lớn của bất kỳ ai trong số bọn tôi trải qua đều nhiều hơn cơm cậu từng ăn nữa kìa, chỉ dựa vào tuổi của cậu mà cũng dám hỗn láo trước mặt chúng tôi à. Hừ, đúng là không biết sống chết. Nhiếp Chi Cổ lạnh lùng chế nhạo. Nói đi, cậu muốn tự kết liễu hay muốn bọn tôi ra tay? Cái tử anh lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Cụ ta đã lười nhiều lời vô nghĩa với Tiêu Chính Văn rồi. Dù sao hôm nay mấy người họ đến đây là muốn giết Tiêu Chính Văn. Nếu đối phương đã có thái độ này thì chi bằng nhanh chóng vung dao lên giết cậu ta là được. Ông cái, đối phó với một thiên thần 4 sao thì không cần phải phiền đến anh đâu, uy lực của tôi cũng đủ khiến cậu ta rơi đầu rồi. Nói rồi Sở Hồng Thiên bước đến trước một bước. Khí thế Sở Hồng Thiên toát ra. Thậm chí bầu trời vang lên tiếng sấm. Thấy Sở Hồng Thiên đã ra tay nghiền ép Tiêu Chính Văn, Lạc Tề Anh bên cạnh cảm thấy vui sướng không thôi. Thấy tên đầu sỏ đánh mình bị thương nặng sắp bị nghiền ép, đám người La Chí Dũng cũng nở nụ cười đắc ý. Đây là kết cục của việc đối đầu với năm đại danh sơn. Nhưng lúc Sở Hồng Thiên giơ cánh tay lên, còn chưa phóng ra hết sức lực ngút trời thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên dưới. Ông chắc chứ? Vừa dứt lời, Sở Hồng Thiên ở trên cao như gặp phải sấm sét, sửng sốt đứng giữa không trung. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã tháo mặt nạ ra để lộ gương mặt thật nhưng giọng anh lại không hề thay đổi. Người khác có thể không quen với giọng nói này nhưng Sở Hồng Thiên lại quá quen thuộc, đó là giọng nói mà cả đời này ông ta không thể quên. Chỉ thoáng chốc Sở Hồng Thiên không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, khí lạnh luồn vào người. Ngay lúc này Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng bước ra. Bay lên trên cao nhìn thẳng vào Sở Hồng Thiên nói, ông vừa nói một luồng uy lực thì có thể thế nào à? Sở Hồng Thiên nuốt nước bọt, lúc này ánh mắt ông ta hiện lên vẻ hoảng sợ và kinh ngạc. Sao lại là cậu? Sở Hồng Thiên hoảng sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, thậm chí hai tay không ngừng run rẩy.
Bốp, một tiếng vang dội vang lên khắp nơi dưới ánh nhìn chằm chằm của vô số người dân bên dưới. Cái Tử Anh và Nhiếp Chi Cổ không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Đám người Lạc Tề Anh kinh ngạc há hốc mồm. Sở Hồng Thiên bị đánh, hơn nữa còn bị một cường giả cảnh giới thiên thần 4 sao tát vào mặt. Tôi đang hỏi ông đấy. Tiêu Chính Văn lạnh băng nhìn Sở Hồng Thiên. Lúc này Sở Hồng Thiên đâu còn uy lực và sự ngang ngược lúc nãy nữa, chỉ bất lực cười khổ. Bốp bốp, Tiêu Chính Văn giơ cánh tay lên, vung tay đánh thêm hai cú lên mặt ông ta. Lúc này cả hiện trường yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Ngay cả Liễu Thanh cũng không dám tin xoa mắt mình, đó là cường giả tuyệt đối của cảnh giới bán bộ nhân vương đấy. Bị Tiêu Chính Văn đánh ba cái liên tiếp nhưng lại không dám làm gì. Mới một phút trước Sở Hồng Thiên còn tự tin nói lớn lối lắm, gì mà uy lực này đủ để nghiền ép Tiêu Chính Văn. Nhưng một giây sau tình hình lại thay đổi 180 độ. Chuyện này sao có thể? Lạc Tề Anh không dám tin nhìn Sở Hồng Thiên trong không trung, lộ ra vẻ ngơ ngác. Sở Hồng Thiên là cường giả bán bộ nhân vương đấy, hơn nữa còn là người của Thiên Sơn. Khoảng thời gian gần đây Thiên Sơn kiêu ngạo thế nào, ngang ngược ra sao? Nhưng dù thế Sở Hồng Thiên bị đánh ba cái liên tiếp mà không dám oán giận một câu. Ông Sở, ông, đừng nói là Sở Hồng Thiên, ngay cả cái Tử Anh cũng không giữ bình tĩnh được nữa. Hai, cậu ta là cảnh giới thiên thần 4 sao đã giết bán bộ nhân vương ở Sơn Thành. Sở Hồng Thiên chịu đựng nói. Cái gì, nghe thế, cái Tử Anh và Nhiếp Chi Anh sửng sốt, nhưng chẳng mấy chốc hai người đã bình tĩnh trở lại. Bọn họ lạnh lùng nhìn Sở Hồng Thiên. Tiêu Chính Ăn chỉ vào khoảng không trước tòa nhà Vi Nhan nói, một là quỳ xuống, hai là chịu chết. Sở Hồng Thiên thậm chí không do dự cúi người nhảy xuống rồi quỳ trên khoảng không đó. Sở Hồng Thiên, ông, thấy Sở Hồng Thiên quỳ xuống trước mặt mọi người như những gì Tiêu Chính Văn nói, cái Tử Anh tức đến mức suýt thì nghiến vỡ răng. Cho dù Tiêu Chính Văn có đủ sức mạnh để đấu một trận với bán bộ nhân vương thì sao chứ? Bây giờ ở Giang Trung có ba cao thủ bán bộ nhân vương. Chẳng lẽ Tiêu Chính Văn còn có cơ hội chiến thắng sao? Chỉ cần ba người bọn họ hợp lực lại, giết chết Tiêu Chính Văn, không phải chuyện khó. Sở Hồng Thiên thậm chí còn không có can đảm phản kháng, quỳ phịch xuống luôn. Chẳng lẽ cả Thiên Sơn đều hèn nhát giống ông ta? Nhưng Sở Hồng Thiên đâu còn có tâm trạng quan tâm người khác đánh giá mình như thế nào? Chuyện quan trọng trước mắt là phải bảo toàn mạng sống cho mình. Người đến được cảnh giới này như bọn họ. Từ lâu đã không màng tới những thứ danh lợi của thế gian. Chỉ là đám người cái Tử Anh không biết rằng Tiêu Chính Văn đã lĩnh ngộ được đến tầng chân khí, về cách vận dụng trận pháp, trình độ của bọn họ tuyệt đối không thể so sánh được. Mặc dù cảnh giới của Tiêu Chính Văn thấp hơn bọn họ một cái đầu, nhưng tính lĩnh ngộ đã bỏ xa bọn họ rất nhiều. Trên cảnh giới thiên thần, hay thậm chí là cảnh giới cao hơn, tính lĩnh ngộ cao quan trọng hơn cảnh giới nhiều. Dù sao mọi người đều đang sử dụng sức mạnh của trời đất, nhưng tính lĩnh ngộ càng cao thì sức mạnh trời đất có thể vận dụng càng đáng sợ. Điều này giống như, bạn có thể điều khiển một mảnh thiên thạch, nhưng đối phương có thể điều khiển một hành tinh lớn, vậy thì còn chiến đấu thế nào nữa? Nói cách khác, không đạt đến cảnh giới nhân vương, sẽ không bao giờ có thể lĩnh ngộ được sự tồn tại của chân khí, càng không thể cảm nhận được chân khí. Đến cảm nhận còn khó như lên trời, chứ đừng nói đến việc vận dụng. Cũng có nghĩa là thực lực của Tiêu Chính Văn bây giờ đã ngang với nhân vương. Nếu không lúc ở Sơn Thành, sao anh có thể dễ dàng giết chết cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương như vậy? Lúc đó Sở Hồng Thiên có mặt, ông ta là người rõ nhất. Số người tham gia trận đấu đã không còn có thể san bằng sự chênh lệch về thực lực nữa rồi. Khoảng cách lớn như vậy, dù có đánh cũng chính là tự nộp mạng. Vì vậy, Sở Hồng Thiên hoàn toàn không dám nói nhiều. Thậm chí còn không có dũng khí ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Nếu không may nói ra câu nào đắc tội với Tiêu Chính Văn, ông ta đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại Thiên Sơn nữa. So với thể diện, mạng sống mới là thứ quý giá nhất. Chỉ cần ông ta còn sống, nói không chừng sau này còn có thể có cơ hội lấy lại thể diện, nhưng nếu chết rồi, thì thật sự không còn cơ hội trở mình nữa. Tiêu Chính Văn thậm chí không thèm liếc nhìn Sở Hồng Thiên. Lập tức đưa mắt nhìn sang cái Tử Anh và Nhiếp Chi Cổ. Còn các ông sao, quỳ xuống, hay là chết? Giọng nói của Tiêu Chính Văn vẫn vô cùng lạnh lùng, nhìn vào mắt hai người họ, như đang nhìn hai thi thể. Thằng nhãi Tiêu Chính Văn,
cậu đừng tưởng rằng Sở Hồng Thiên không có khí phách thì người ở Hoa Sơn và Hằng Sơn chúng tôi cũng hèn nhát như ông ta. Cái Tử Anh giận đến mức sắp bùng nổ. Thằng danh hỗn xược, to gan, ở trước mặt tôi, còn dám ăn nói ngông cuồng, tôi thấy cậu đang tự mình tìm cái chết. Nhiếp Chi Cổ giận dữ gầm lên, rút thanh kiếm dài ra. Ồ, xem ra, hai người các ông định cùng nhau lên sao? Tiêu Chính Văn chế nhạo. Vừa dứt lời, khuôn mặt Cái Tử Anh và Nhiếp Chi Cổ đông cứng lại. Cả hai người đều trong cảnh giới bán bộ nhân vương, trong khi Tiêu Chính Văn chỉ ở cảnh giới thiên thần. Dù là cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao cũng không thể làm được như thế. Theo lý mà nói, Tiêu Chính Văn chỉ được coi là vãn bối của hai người họ. Nếu hai người họ ra tay cùng một lúc, chắc chắn sẽ bị người đời bàn ra tán vào. Nhưng nếu một mình nghênh chiến, ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ không dẫm vào vết xe đổ của vị cao thủ bán bộ nhân vương ở Sơn Thành. Chàng trai trẻ, cho dù cậu có mạnh đi nữa, tính lĩnh ngộ có cao đi nữa, cậu vẫn chưa tới 30 tuổi. Lẽ nào cậu nhất định phải chống đối chúng tôi? Nhiếp Chi Cổ híp mắt lại, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Hôm nay có rất nhiều người đến xem trận chiến, thậm chí còn kinh động đến cả giới truyền thông nước ngoài. Dù ra mặt có dày đến đâu, cụ ta cũng không muốn gánh trên lưng tiếng xấu này. Vì vậy, lúc này cụ ta hy vọng có thể dựa vào miệng lưỡi của mình để làm hòa với Tiêu Chính Văn, sau đó tương lai tìm cơ hội âm thầm ra tay, bắt tay với đám người Cái Tử Anh. Giết chết anh. Thằng danh, hai chúng tôi không phải kẻ hèn nhát giống Sở Hồng Thiên, hơn nữa cậu cũng không phải là vô địch thiên hạ. Chuyện ngày hôm nay, Cái Tử Anh chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng ngắt lời, ồn ào quá. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã lập tức chuẩn bị tư thế ra tay trước. Chỉ thấy một tia sáng màu bạc bay ra từ tay Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó, một luồng khí kình vô cùng mạnh mẽ ầm ầm phát ra. Ngay cả không gian cũng bị bóp méo. Ánh sáng bạc đó, kéo một đường dài, bay thẳng đến chỗ Cái Tử Anh và Nhiếp Chi Cổ. To gan, Cái Tử Anh hét lên giận dữ, vung thanh kiếm dài lên, chém vào ánh sáng bạc đó. Gan của Tiêu Chính Văn cũng quá lớn rồi, lại dám tấn công cả hai người cùng một lúc, quả thực là không xem cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương bọn họ ra gì. Nhiếp Chi Cổ lên trước một bước, nghênh đón con dao quân đội năm cạnh, một tia kiếm lạnh thấu xương hạ xuống. Đến cả mặt đất cũng rung lắc dữ dội. Nhát kiếm này của cụ ta mang đầy trận pháp huyền bí của Hằng Sơn. Ngay cả đất trời một phương cũng không thể chống đỡ nổi một nhát kiếm kinh thiên động địa của này. Nếu nhát kiếm này chém xuống, đừng nói là Tiêu Chính Văn, cho dù là toàn bộ Giang Trung cũng sẽ bị xóa sổ trên bản đồ. Nhưng ngay lúc thanh kiếm sắp hạ xuống, Tiêu Chính Văn vung tay lên, một quầng sáng vàng vắt ngang trên bầu trời. Ánh sáng kiếm đó chìm vào trong quầng sáng vàng, sau đó, trong luồng sáng vàng có một trận chấn động, kiếm quang ấy đồng thời quay ngược hướng lại, lao tới chỗ hai người Nhiếp Chi Cổ và Cái Tử Anh. Nhiếp Chi Cổ đương nhiên biết sức mạnh của nhát kiếm vừa rồi đáng sợ như thế nào. Không ngờ Tiêu Chính Văn lại hóa giải đòn tấn công của cụ ta một cách nhẹ nhàng như vậy. Mà anh còn hoàn trả chiêu thức của cụ ta nguyên vẹn. Vào lúc này, Nhiếp Chi Cổ cuối cùng cũng biết Tiêu Chính Văn đáng sợ như thế nào. Chỉ là cụ ta thật sự không hiểu, trận pháp không gian này rõ ràng là độc chiêu của Hoa Sơn, nhưng tại sao Tiêu Chính Văn lại sử dụng thành thạo hơn người của Hoa Sơn? Hơn nữa, cho tới bây giờ, Tiêu Chính Văn dường như vẫn chưa dùng toàn lực. Phải biết rằng cho dù trận pháp không gian có thể hấp thu công kích của đối phương nhưng cũng có giới hạn nhất định. Giống như nếu Tiêu Chính Văn ở cảnh giới thiên vương, cho dù anh có làm gì đi nữa, cũng không thể cản được một đòn của cường giả cảnh giới thiên thần. Nghĩa là trận pháp không gian cũng không phải là bất bại, mà còn đòi hỏi người thi triển nó phải có sức mạnh ngang ngửa với đối thủ, thậm chí cao hơn. Nhưng Tiêu Chính Văn rõ ràng là chỉ là thiên vương cấp 4 sao mà thôi. Lúc này, Cái Tử Anh đã nhìn ra được manh mối, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Chỉ dựa vào đòn đánh ngắn ngủi vừa nãy, cụ ta đã cảm nhận được sự đáng sợ của Tiêu Chính Văn. Phía sau tên này chắc chắn có một bí mật rất lớn. Hai người chúng ta phải cùng nhau hợp tác giết cậu ta. Cái Tử Anh giống to một tiếng, vung thanh kiếm lớn lên, lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Nhiếp Chi Cổ cũng không còn do dự nữa, cố hết sức đỡ lấy kiếm mà Tiêu Chính Văn đánh trả lại rồi cũng lao về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ nhìn thấy thanh kiếm lớn trong tay Cái Tử Anh, lóe lên chói mắt, phát ra ánh sáng bén nhọn. Dù sao cũng đã từng là vũ khí sắc bén giết chết Tần Vương,
chỉ riêng uy thế của thanh kiếm cũng đủ làm chấn động bốn phương. Cùng với trận pháp được lưu truyền từ cổ xưa của nhà họ Cái, thanh kiếm gặp gió liền phồng lên, trong nháy mắt trở nên to lớn như một ngọn núi, với tiếng gió rít vù vù, chém thẳng xuống Tiêu Chính Văn. Chết đi, luồng sát khí của thanh kiếm lớn đó giống như thủy triều, ập tới dữ dội. Chớp mắt, đến cả không gian xung quanh cũng xuất hiện những vết nứt. Nhiếp Chi Cổ cũng không chịu yếu thế, kiếm trong tay xoay tròn trên không. Trong phút chốc, giống như hàng triệu thanh kiếm mùa thu phát ra ánh sáng lạnh lẽo, cùng nhau đâm về phía Tiêu Chính Văn. Khác với những kiếm trận thông thường, Nhiếp Chi Cổ đâm ra nhát kiếm này, như mang theo một sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ngay cả đám đông bên dưới cũng cảm thấy cơ thể của họ như bị hút vào bóng kiếm của Nhiếp Chi Cổ. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám đông bên dưới sợ hãi hét lên. Cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương quả thực có thể một người nghiền nát một quốc gia. Chỉ với sức mạnh khủng khiếp này, hỏi trên đời còn có ai dám đọ sức với họ. Đối mặt với sự kết hợp của hai người bọn họ, Tiêu Chính Văn vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh thuận tay phóng con dao quân đội năm cạnh bay thẳng đến chỗ Nhiếp Chi Cổ. Mặt khác, thanh giáo dài liệt long màu đỏ đồng thời đâm thẳng vào cái tử anh. Sau một tiếng động lớn kinh thiên động địa, thanh giáo dài liệt long màu đỏ va chạm với thanh kiếm lớn của cái tử anh. Lực phản chấn mạnh đến mức khiến cho cả bầu trời phát ra ánh sáng trắng cực kỳ chói mắt. Giống như vũ khí hạt nhân được kích nổ trên không trung, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại, không dám nhìn thẳng. Cộc cộc cộc, Tiêu Chính Văn bị lực phản chấn kinh khủng này đánh bật lùi về phía sau 3 bước. Mà cái tử anh liên tục lui về phía sau hơn 10 bước. Giết, cái tử anh phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, đến cả bầu trời cũng run lên vì tiếng gầm của cụ ta. Trong tiếng gầm phẫn nộ này cũng mang theo uy thế của trận pháp, nếu như không phải Tiêu Chính Văn đã lĩnh hội được sự tồn tại của chân khí, ngoài ra có sự bảo hộ của chân khí, e rằng lúc này đã chấn động tới mức chảy máu luôn rồi. Dù là như vậy, cơ thể của Tiêu Chính Văn cũng đông cứng giữa không trung, xuất hiện sự thất thần rất ngắn. Một bên khác, nhìn thấy cơ thể của Tiêu Chính Văn đông cứng, Nhiếp Chi Cổ cũng không để vụt mất cơ hội, vung kiếm chém xuống. Có thể nói, đây là thời cơ chiến đấu tốt nhất cả nghìn năm mới có một lần. Chỉ cần Tiêu Chính Văn sơ hở chút thôi, nhất định sẽ mất mạng dưới nhát kiếm của Nhiếp Chi Cổ. Ngay tức thì, ánh kiếm lượn vòng, trên bầu trời giống như xuất hiện vô số vầng thái dương, ánh sáng sắc lạnh vô cùng chói mắt. Sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi mạnh mẽ. Dù là mấy người bình thường như Lãnh Kế Hồng cũng có thể nhìn ra được, bởi vì ban nãy hành động của Tiêu Chính Văn có hơi ngừng lại trong thoáng chốc, Tiêu Chính Văn đã ở trong thế yếu tuyệt đối rồi. Liễu Thanh siết chặt tay thành nắm đấm, thầm hận cảnh giới của bản thân quá thấp, căn bản chẳng thể giúp được gì cho Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan nhìn thấy cảnh tượng này cũng căng thẳng tới độ mặt mày trắng bệch. Mặc dù cô rất muốn giúp Tiêu Chính Văn, thế nhưng cô càng hiểu rõ bản thân sẽ chỉ làm liên lụy tới anh, ngược lại sẽ khiến cho anh càng thêm vướng tay vướng chân hơn. Nhìn Tiêu Chính Văn gần như đã lâm vào đường cùng, mấy người Lạc Tề Anh đồng loạt ngửa mặt cười lớn. Tiêu Chính Văn, không phải mày rất điên cuồng hay sao? Sao bây giờ không điên cuồng nữa thế? Hừ, chỉ là một con gà yếu ở cảnh giới thiên thần mà lại dám khiêu chiến với bán bộ nhân vương. Bây giờ đã biết sai rồi nhỉ, muộn rồi. Cái tử anh ở trong trận chiến càng bật cười lạnh tanh. Lúc này Tiêu Chính Văn đã lâm vào đường cùng. Chỉ cần tăng thêm chút lực, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ chết. Hừ, ngày đó ở Sơn Thành cậu có thể giết chết bán bộ nhân vương, đó chỉ là may mắn nhất thời của cậu mà thôi. Cảnh giới thiên thần ở trước mặt cảnh giới nhân vương vĩnh viễn đều chỉ như con kiến. Thằng danh nhà cậu lại còn dám ức hiếp tôi. Ai cho phép cậu hủy hoại danh tiếng của năm đại danh Sơn? Nhiếp Chi Cổ nhếch miệng cười giễu cợt. Lúc này, chỉ có Sở Hồng Thiên bên dưới là vẫn không nói gì. Sở Hồng Thiên đã tận mắt chứng kiến Tiêu Chính Văn giết chết bán bộ nhân vương ra sao, càng hiểu rõ Tiêu Chính Văn lúc này căn bản vẫn chưa sử dụng hết toàn lực. Loại sức mạnh này, cả đời này Sở Hồng Thiên sẽ không quên, đó là sức mạnh khủng bố đủ để hủy diệt cả trời đất. Nếu không, Sở Hồng Thiên cũng sẽ không sợ Tiêu Chính Văn tới thế. Thế nhưng ông ta thật sự không hiểu, tại sao đã tới đường cùng rồi mà Tiêu Chính Văn vẫn không chịu dùng hết toàn lực. Càng là như vậy, Sở Hồng Thiên càng cảm thấy Tiêu Chính Văn thâm sâu khó lường. Hơn nữa, so với trận đấu tại Sơn Thành khi trước, bây giờ Tiêu Chính Văn dường như đã trở nên càng mạnh hơn.
Đối diện với cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương, trong nét mặt của Tiêu Chính Văn vẫn không có chút căng thẳng nào. Trái ngược, dù đã lâm vào đường cùng, biểu cảm của Tiêu Chính Văn vẫn bình thản như cũ. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Tiêu Chính Văn đã nâng cao hơn một bậc, đây là sự đáng sợ tới mức độ nào cơ chứ? Dù là Sở Hồng Thiên thì cũng không thể không thừa nhận, dẫu là 1000 năm trước, Tiêu Chính Văn cũng tuyệt đối là sự tồn tại quái dị. Không thể gặp được những nhân vật lớn cả nghìn năm trước chẳng phải là may mắn của Tiêu Chính Văn mà là may mắn của những người đó. Nếu không những truyền thuyết cả nghìn năm trước sẽ không còn tồn tại nữa rồi. Hủy hoại danh tiếng của năm đại danh Sơn ư, mấy người cũng xứng sao. Cuối cùng Tiêu Chính Văn cũng lên tiếng, nhìn về phía hai người Sở Hồng Thiên và Nhiếp Chi Cổ với vẻ mặt lạnh tanh. Ai nói với mấy người là tôi đã sử dụng hết toàn lực rồi. Ban nãy chẳng qua chỉ là đang thăm dò mấy người. Có điều, hai người quả thực đã khiến cho tôi hết sức thất vọng, nếu như bán bộ nhân vương chỉ có chút thực lực như vậy, thế thì mấy người chịu chết đi. Khi Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời, một tiếng vang rất lớn đột ngột vang lên. Một làn sóng khí màu trắng có thể nhìn bằng mắt thường lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Một giây sau, khí thế khắp người Tiêu Chính Văn đột ngột biến đổi. Vô số tia sáng từ thanh kiếm biến mất tăm chỉ trong nháy mắt. Thanh kiếm lớn giống như núi cao lập tức biến trở về kích cỡ như cũ. Trong không khí giống như bị rút đi thứ gì đó quan trọng lắm vậy, hô hấp của mọi người đều trở nên khó khăn. Ngay sau đó, một tia sáng màu vàng bay vút lên trời, sau đấy trong tia sáng đó phát ra một tiếng gầm lớn của rồng. Gừ, một con rồng lớn dài cả nghìn mét, to hơn gấp ba lần một đoàn tàu hỏa uốn mình giữa không trung. Đôi mắt rồng đằng đằng sát khí nhìn chăm chăm vào hai người Nhiếp Chi Cổ và cái Tử Anh. Cùng lúc này, sát khí khắp người Tiêu Chính Văn cứ thế bộc phát, mái tóc đen tự tung bay mà không cần tới gió. Cả người giống như một thiên thần giáng thế, cao ngạo đứng giữa không trung. A, à, đồng tử của Nhiếp Chi Cổ và cái Tử Anh không khỏi co rút lại. Khí thế này khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ từ tận sâu trong nội tâm. Vừa nãy giao đấu với Tiêu Chính Văn không phân biệt được cao thấp. Theo bọn họ thấy, đây đã là kết quả Tiêu Chính Văn dồn toàn lực rồi. Dù gì cách biệt cảnh giới giữa bọn họ và Tiêu Chính Văn cũng quá lớn, cộng thêm việc một mình Tiêu Chính Văn đấu hai người bọn họ, có thể đánh được như thế, đối với Tiêu Chính Văn ở cảnh giới thiên thần cấp thiên 4 sao mà nói thì thực sự không dễ dàng. Thế nhưng bọn họ chẳng thể ngờ được ban nãy Tiêu Chính Văn căn bản đang chơi đùa với họ. Khi sức mạnh đó bộc phát ra, cái Tử Anh vô thức đưa thanh kiếm lớn trong tay ra đỡ. Keng, cùng với tiếng va đập của kim loại, thanh kiếm lớn đã có tuổi đời vạn cổ thế mà lại xuất hiện vài vết nứt. Cái gì, cái Tử Anh không dám tin nhìn vào thanh kiếm lớn trong tay cụ ta là bảo vật lưu truyền của nhà họ cái. Mặc dù không phải là vũ khí cấp thần, thế nhưng cũng chẳng phải là thứ tầm thường. Ban nãy chỉ với uy thế của một cú đấm, Tiêu Chính Văn đã khiến cho thanh kiếm lớn của ông ta nứt toác ra. Thế này vẫn chưa là gì, vào lúc cái Tử Anh còn đang kinh hoàng. Chỉ thấy một tia sáng màu vàng phát ra từ trên thân thanh kiếm lớn. Một giây sau, leng keng, chỉ thấy thanh kiếm lớn trong tay cái Tử Anh biến thành vô số vụn sắt chỉ trong nháy mắt. Phập, sức mạnh cường đại đó xuyên qua thanh kiếm lớn, đâm mạnh lên trên người cái Tử Anh, cái Tử Anh thậm chí còn chưa hoàn hồn trở lại đã nôn ra máu bay thẳng ra xa. Thằng danh, tôi không đội trời chung với cậu, cơ thể vẫn còn chưa đáp đất, cái Tử Anh đã mạnh mẽ lấy hơi. Cơ thể đứng thẳng trên mặt đất vào đúng khoảnh khắc rơi xuống. Cụ ta giơ tay rút ra một thanh kiếm dài từ phía sau lưng, đâm thẳng về phía ngực của Tiêu Chính Văn. Không biết tốt xấu, Tiêu Chính Văn vung tay, thanh giáo dài liệt long màu đỏ cứ thế lao ra. Keng, khi tiếng va đập của kim loại vang lên, thanh kiếm dài trong tay cái Tử Anh lại gãy, rồi hóa thành vụn sắt giữa bầu trời. Khụ, cái Tử Anh lại phun ra một ngụm máu, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu, cái Tử Anh không chịu đựng nổi cú đả kích trong nội tâm, cứ thế phun ra một ngụm máu tươi. Mãi tới lúc này, cái Tử Anh và Nhiếp Chi Cổ mới hoàn hồn lại. Ban nãy quả nhiên Tiêu Chính Văn chưa dùng hết toàn lực, chiến lực cường đại lúc này của Tiêu Chính Văn đã khiến cho niềm tin của hai người họ hoàn toàn sụp đổ. Cao thủ giao đấu, căn bản chẳng cần tới trăm phương ngàn kế, chỉ cần đối phương vừa ra tay thì kết quả đã hết sức rõ ràng. Lúc này, Nhiếp Chi Cổ thậm chí còn nảy sinh ý định trốn chạy. Chỉ là ông ta vẫn chưa kịp quay người, cơ thể của Tiêu Chính Văn đã xuất hiện ngay phía trước mặt.
chỉ thấy Tiêu Chính Văn tung ra một cú đá, Nhiếp Chi Cổ vẫn còn chưa kịp hoàn hồn đã cảm thấy bản thân giống như bị một ngôi sao băng nhỏ ghim thẳng vào lồng ngực vậy. Khụ, Nhiếp Chi Cổ vừa ho ra máu vừa nặng nề ngã nhào xuống đất. Khi cơ thể của Nhiếp Chi Cổ chạm đất, một màn khói bụi mờ mịt cao hơn đầu người cứ thế dâng lên. Cái Tử Anh thấy tình hình không ổn, chưa kịp chạy xa, chỉ thấy Tiêu Chính Văn khẽ cong ngón tay túm lấy. Vụt, cơ thể của Cái Tử Anh như bị một thỏi nam châm cực lớn hút lấy, bay thẳng về phía mặt đất. Rầm, Cái Tử Anh rơi phịch xuống, lọt thỏm cả vào trong lòng đất. Lúc này, xung quanh lặng ngắt như tờ, ngay cả mấy người Lạc Tề Anh cũng đờ đẫn cả ra, trong mắt nguội lạnh như cho tàn. Lúc này, tất cả mọi người đều im phăng phắc. Hàng nghìn người đều nín thở và nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn không chớp mắt. Lúc này Tiêu Chính Văn như quỷ thần giáng thế, anh từ giữa không trung bước trở lại mặt đất, lạnh lùng nhìn đám người Lạc Tề Anh. Lạc Tề Anh lúc này chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nếu cho hắn thêm một cơ hội lựa chọn lần nữa, hắn nhất định sẽ không trêu chọc Tiêu Chính Văn. Ai có thể ngờ rằng, một cường giả cảnh giới thiên thần 4 sao lại có thể dễ dàng đánh bại liên tiếp 2 bán bộ nhân vương. Đây đã không đơn giản chỉ là kỳ tích, mà hoàn toàn là điều không thể xảy ra. Ngay lúc này, ở dưới chân Lạc Tề Anh, cả Cái Tử Anh và Nhiếp Chi Cổ cũng đang thở một cách yếu ớt. Có vẻ như họ muốn cầu xin sự giúp đỡ của Lạc Tề Anh, nhưng bọn họ thậm chí còn không thể mở miệng thốt ra thành tiếng. Đây chính là bán bộ nhân vương của 5 đại danh sơn các người sao? Không phải anh đã nói, chỉ cần bọn họ tới thì tôi sẽ chết không có chỗ chôn sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Lạc Tề Anh nói. Lúc này, sao Lạc Tề Anh dám tiếp lời Tiêu Chính Văn chứ? Bán bộ nhân vương đã là sức chiến đấu cao nhất mà hắn có thể tiếp xúc, ngay cả bán bộ nhân vương cũng thua, Lạc Tề Anh còn có thể dựa vào cái gì nữa? Mặc dù Tiêu Chính Văn chỉ có cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao nhưng thế thì đã sao? Không phải anh vẫn có thể đánh bại 2 bán bộ nhân vương mà không hề bị thương sao? Sở Hồng Thiên xoay đầu nhìn cảnh tượng này, nở nụ cười khổ, thật ra ngay từ đầu, ông ta đã đoán được kết quả. Ngày hôm đó, khi ở Giang Thành, Tiêu Chính Văn thật sự quá mạnh, chỉ một cú đánh đã đánh bại được bán bộ nhân vương. Bây giờ 2 bán bộ nhân vương cũng chẳng là gì cả. Ngay cả khi ông ta đã gia nhập vào trận chiến, thì kết quả cuối cùng cũng như nhau. Suy cho cùng Sở Hồng Thiên khác với Cái Tử Anh, sư phụ của ông ta là cường giả cảnh giới nhân vương. Mà cảnh giới nhân vương cũng khác với cảnh giới thiên thần và bán bộ nhân vương, cảnh giới nhân vương không chỉ có 4 sao, mà nó được chia thành 10 cấp. Sư phụ của ông ta mặc dù chỉ là cảnh giới nhân vương cấp 1, nhưng sức mạnh kinh khủng đó tuyệt đối không phải là thứ mà cảnh giới bán bộ nhân vương có thể so sánh được. Mỗi lần nhìn thấy sư phụ của mình, ông ta đều có cảm giác sợ hãi xuất phát từ tận đáy lòng. Loại cảm giác sợ hãi này lại giống hệt cảm giác mà Tiêu Chính Văn mang lại cho ông ta. Nhưng Tiêu Chính Văn rõ ràng chỉ có cảnh giới thiên vương 4 sao, điều này khiến Sở Hồng Thiên thật sự không thể lý giải nổi và cũng không muốn nghĩ tới. Lạc Tề Anh, thiên sơn của các người còn cao thủ nào không? Có thể gọi ra hết cùng lúc, Tiêu Chính Văn nhìn Lạc Tề Anh với ánh mắt lạnh như băng. Nghe vậy, Sở Hồng Thiên không khỏi rụt cổ lại, ông ta vội cúi đầu xuống, chỉ sợ bắt gặp với ánh mắt của Tiêu Chính Văn. Lần trước Tiêu Chính Văn đã cảnh cáo ông ta, nếu tái phạm lần nữa anh sẽ tàn sát cả thiên sơn. Lúc này, Lạc Tề Anh xoay đầu qua, liếc nhìn Sở Hồng Thiên với vẻ nhát gan. Sở Hồng Thiên là người có sức chiến đấu mạnh nhất ở thiên sơn mà hắn biết, nhưng Sở Hồng Thiên đã bị tát mấy lần, còn không dám kêu một tiếng, hắn còn có thể mời ai nữa đây? Lạc Tề Anh thật sự khóc không ra nước mắt. Mặc dù hắn vẫn luôn xem thường Tiêu Chính Văn, xem vua Bắc Lương như con kiến. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính Văn đang đứng ở trước mặt hắn, nhưng hắn lại chẳng là gì so với Tiêu Chính Văn. Người ta còn chẳng thèm bóp chết hắn. Cho dù hắn thật sự gọi người đến giúp thì sao? Cái Tử Anh bị thương nặng, Nhiếp Chi Cổ thì bị đánh đến suýt trở thành người thực vật. Đến cuối cùng chỉ chết thêm mấy người mà thôi, chỉ dựa vào chiến tích này cũng đủ để Tiêu Chính Văn khinh thường thế giới ở thời đại này. Điều quan trọng nhất là Tiêu Chính Văn chỉ mới bao nhiêu tuổi chứ? Anh còn chưa tròn 30 tuổi. Bây giờ tính kỹ lại, ngay cả Lạc Tề Anh cũng đã thọ gần 100 tuổi rồi. Chẳng qua vẻ ngoài của hắn trông trẻ hơn một chút thôi. Tôi đã từng nói với anh cho dù là 5 đại danh sơn hay võ tông cũng đều phải tuân thủ luật pháp của Hoa Quốc.
Giọng nói của Tiêu Chính Văn càng lúc càng lạnh lùng. Tiêu Chính Văn, không, vua Bắc Lương, tôi là thành viên của Học viện Kiếm thuật, bốp. Không đợi Lạc Tề Anh kịp nói hết, Tiêu Chính Văn đã ngắt lời hắn bằng một cái tát vào mặt. Lạc Tề Anh, bất kể anh là ai, cho dù anh là trưởng giáo của Thiên Sơn, nếu không tuân thủ luật pháp của quốc gia, thì cũng phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Không phải tôi không cho người của năm đại danh Sơn cơ hội, hơn nữa, tôi đã rất trịnh trọng cảnh cáo người của Thiên Sơn các người, nếu tái phạm lần nữa thì chết. Vua Bắc Lương, tôi biết lỗi rồi, xin anh, tôi còn rất trẻ, tôi không muốn, còn chưa kịp nói hết, chỉ thấy Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng giơ tay lên, khẽ ấn lòng bàn tay xuống. Một sức mạnh vô song đè từ chín phương trời xuống và rơi trên người của Lạc Tề Anh. Hai chân của Lạc Tề Anh bị gãy ngay ở đầu gối, sau đó, Lạc Tề Anh biến thành một đống thịt nát trong nháy mắt, rồi bị sức mạnh khổng lồ kia nghiền thành thịt nát. Cảnh tượng này khiến tất cả những khán giả xung quanh đều cảm thấy da đầu tê dại. Đặc biệt là Sở Hồng Thiên cũng không chịu nổi cảnh tượng này mà nhắm mắt lại. Dù sao, đó cũng là đệ tử của Thiên Sơn, nhưng vào giờ phút này ông ta còn không có dũng khí để cầu xin sự tha thứ. Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn La Chí Dũng và Hàn Thiên Vũ, khi ánh mắt Tiêu Chính Văn vừa lướt qua, hai người họ không khỏi sởn gai ốc. Tiêu Chính Văn, chẳng lẽ cậu còn muốn tuyên chiến với tập thể năm đại danh sơn của chúng tôi sao? La Chí Dũng đã thực sự hoảng loạn. Hắn đã tận mắt chứng kiến Lạc Tề Anh chết ngay trước mặt mình, cú chấn động này vượt xa phạm vi hắn có thể chịu đựng. Hàn Thiên Vũ đã khóc ngay tại chỗ. Hắn là người duy nhất trong ba người họ không đồng ý với việc chủ động gây rắc rối cho Tiêu Chính Văn, nhưng cuối cùng vẫn bị thuyết phục bởi Lạc Tề Anh và La Chí Dũng. Kết quả lại thành ra kết quả này, hắn thật sự rất oan uổng. Tuyên chiến ư, năm đại danh sơn của các ông cũng xứng nói hai chữ tuyên chiến sao? Nếu Hằng Sơn các ông có gan thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, anh dùng một tay ấn nhẹ xuống. Cả La Chí Dũng và Hàn Thiên Vũ lập tức bị nghiền thành thịt nát bởi áp lực trong không khí giống như Lạc Tề Anh, chết không toàn thây. Tiêu Chính Văn chậm rãi rời tầm mắt nhìn hai người Cái Tử Anh và Nhiếp Chi Cổ. Cái Tử Anh chật vật xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt độc ác, và nghiến răng nói, nhóc con Tiêu Chính Văn. Nhà họ Cái của tôi là gia tộc được truyền từ đời Tần. Cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thực lực của nhà họ Cái tôi tuyệt đối không yếu hơn bất kỳ một đại danh sơn nào. Nếu cậu dám giết tôi, cao thủ cảnh giới nhân vương của nhà họ Cái chắc chắn sẽ giết hết tông môn của cậu. Nhiếp Chi Cổ dường như cũng cảm nhận được hơi thở chết chóc đang đến gần. Cụ ta cố gắng gượng ngẩng đầu lên, rồi nói với Tiêu Chính Văn một cách hung tợn, cậu đánh bại được chúng tôi thì đã sao? Chẳng lẽ cậu dám đảm bảo rằng mình là bất khả chiến bại trên thế giới sao? Nói cho cậu biết. Cường giả cảnh giới nhân vương không phải như cậu tưởng tượng đâu. Nếu cậu thả bọn tôi ra, có lẽ, chúng tôi có thể tha cho cậu một con đường sống. Giọng cụ ta vừa dứt, Tiêu Chính Văn đã cười nhạo, ồ. Tha cho tôi một con đường sống ư, ông mạnh miệng quá nhỉ. Sự việc đã đến nước này, có thả các ông hay không, thì sau này cũng sẽ phải giao đấu tiếp, vậy tại sao tôi phải thả các ông chứ? Tiêu Chính Văn vừa nói vừa giơ chân lên và dẫm vào bắp đùi của Nhiếp Chi Cổ. Tiếng xương gãy và tiếng nứt gân vang lên, giây tiếp theo, cả khuôn mặt của Nhiếp Chi Cổ đã trở nên vô cùng dữ tợn. Cụ ta cố chịu đựng cơn đau dữ dội mà không hét lên. Nhưng ngay sau đó Tiêu Chính Văn đã dẫm liên tiếp nhiều lần vào người cụ ta, khiến toàn bộ xương trên người cụ ta đều bị gãy, Nhiếp Chi Cổ đau đến mức không chịu được nữa, phải hét lên một tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Lúc này, đám người đại trưởng lão cũng đã đến nơi. Tiếng kêu thảm thiết tột cùng đó, khiến đám người đại trưởng lão rợn tóc gáy. Nhưng Quý Sương Nhi cho rằng, chắc hẳn Tiêu Chính Văn đã bị hai cường giả bán bộ nhân vương dẫm đạp dưới chân. Nhưng khi bọn họ đi vào đám đông và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngay cả ông cụ Quý cũng thấy ớn lạnh. Bởi vì người bị trà đạp trên mặt đất lại là Nhiếp Chí Cổ. Lúc này, không chỉ có ông cụ Quý. Mà ngay cả Quý Sương Nhi và đại trưởng lão cũng nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt khó tin. Anh ta trước đây không phải đã giả mạo, anh ta là vua Bắc Lương thật sao? Đám người nhà họ Quý đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Đại trưởng lão thở dài một hơi, gật đầu lia lịa. Nhìn thấy hai cường giả bán bộ nhân vương bị trà đạp dưới đất một cách điên cuồng,
trong khi Tiêu Chính Văn lại đứng sừng sững bất động, trong lòng Quý Sương Nhi không khỏi co thắt lại. Cứ như thể một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cô ta đã bị ai đó lấy đi. Ông cụ Quý cũng thở dài thườn thượt, nhìn thấy Nhiếp Chi Cổ và cái tử anh be bét máu, ông cụ Quý không ngừng thở dài trong lòng. Tuyệt đối đừng bao giờ chọc vào loại người bá đạo như Tiêu Chính Văn. Khi tiếng gào thảm thiết vang lên, kết cục của cái tử anh cũng không khá hơn Nhiếp Chi Cổ là bao. Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng máu chảy đầm đìa này mà sởn cả gai ốc. Vua Bắc Lương, mặc dù cái tên này đã biến mất những năm năm. Thế nhưng vào lúc ba chữ này xuất hiện thêm lần nữa lại còn hiên ngang ngạo nghễ hơn cả năm xưa. Ngay cả người trong võ tông nhìn thấy thủ đoạn bây giờ của Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy da đầu tê dại, huống hồ là người bình thường. Thế nhưng, so với những người trong võ tông, trên mặt những người bình thường đang xúm lại xem kia lại lộ ra vẻ vô cùng kỳ vọng. Mấy năm nay, có ngày nào bọn họ không mong ngóng Tiêu Chính Văn trở về chứ? Mỗi lần họ bị võ tông chèn ép, người đầu tiên mà họ nghĩ tới chính là vua Bắc Lương. Bọn họ đã bị võ tông, đứng đầu là năm đại danh sơn chèn ép quá lâu rồi, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mắt, bọn họ ngược lại còn thấy thích thú khi được phục thù. Cuối cùng cũng có người có thể rút hết sự đau khổ này vào năm đại danh sơn. Những kẻ trước đây không ai bì nổi, coi mạng người như cỏ rác bây giờ cũng cảm nhận được mùi vị này rồi. Bây giờ, kẻ phải nơm nớp lo sợ suốt ngày đã không còn là những người dân thường bọn họ nữa. Mà là năm đại danh sơn đã tác oai tác quái suốt 5 năm trời. Mãi tới khi hai người cái tử anh và Nhiếp Chi Cổ đã hoàn toàn tắt thở, trong đám người thậm chí còn vang lên những tràng pháo tay như sấm rền. Không ít người dân bình thường tận mắt chứng kiến cảnh tượng này thậm chí còn reo hò khắp nơi. Vua Bắc Lương trở về rồi. Chúng ta không cần phải sợ võ tông nữa. Có vua Bắc Lương ở đây, võ tông không dám ức hiếp người khác nữa đâu. Có thể thấy, trong vòng 5 năm này, muôn dân Hoa Quốc đã phải khổ sở vì võ tông ra sao. Khi muôn dân gieo hò loan tin tức này rất nhanh cũng lan truyền khắp cả Hoa Quốc. Đồng thời, ống kính máy quay rất nhanh cũng truyền tải tất cả những gì xảy ra ở nơi này tới khắp mọi nơi trên thế giới. Bây giờ, vua Bắc Lương Hoa Quốc Tiêu Chính Văn đã trở về, dùng uy thế áp chế liên tiếp đánh bại hai cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương. Năm đại danh sơn biết tin này từ sớm cũng hết sức chấn động. Hai cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương lại không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, bị giết chết luôn cả đôi. Tin tức này giống như tiếng sấm kinh thiên, nổ vang trong lòng những người thuộc năm đại danh sơn. Thậm chí có không ít tông môn trong võ tông đã ngay lập tức ra lệnh cho toàn bộ đệ tử lập tức trở về núi, còn dám ở lại thế tục thêm một ngày thì sẽ giết không tha. Những đại danh sơn không tham dự vào chuyện của Giang Trung cũng lập tức triệu hồi tất cả đệ tử trong môn phái. Ngoài ra, thông báo cho đệ tử bên ngoài, không được gây thêm thị phi, nếu không sẽ giết không tha. Lúc này, tất cả những bài đăng và tiêu đề liên quan đến việc bôi nhỏ Tiêu Chính Văn gần như đều bị xóa sạch chỉ trong một phút. Những anh hùng bàn phím giễu cợt Tiêu Chính Văn cũng biến mất toàn bộ chỉ trong một đêm. Ba chữ vua Bắc Lương đại diện cho điều gì vào 5 năm trước, bọn họ biết rõ hơn bất kỳ ai. Bây giờ, Tiêu Chính Văn càng thêm mạnh mẽ hơn cả khi trước. Bọn họ lo sợ dư âm của chuyện Giang Trung sẽ có dính líu tới mình. Ha ha ha, Tiêu Chính Văn quả nhiên không làm bản quân thất vọng. Thiên tử xem xong truyền hình trực tiếp mới cất điện thoại đi. Trên gương mặt đã 5 năm không có nổi một nụ cười cũng nở nụ cười như chút được gánh nặng. Thiên tử, vua Bắc Lương vẫn luôn vô địch. Công nhân bên cạnh trông thấy nụ cười của thiên tử cũng vui vẻ theo. Thiên tử bật cười lạnh lùng nói, hừ. Bây giờ người của năm đại danh sơn nhất định rất căng thẳng nhỉ. Không biết Võ Thí Thiên có căng thẳng như vậy hay không? Trong vòng mấy năm nay, mặc dù Võ Thí Thiên rất ít khi lộ diện, thế nhưng tuyệt đối là một dòng chảy ngầm dám đối kháng với giới chính trị Hoa Quốc. Bây giờ, khí thế mạnh mẽ của Tiêu Chính Văn đã trở lại, cũng nhất định sẽ chân áp được Võ Thí Thiên. Lúc này, gần như cả Hoa Quốc đều đang vui vẻ chúc mừng vua Bắc Lương trở về. Trên đường to ngõ nhỏ, tới đâu cũng có thể trông thấy bảng chữ chào đón vua Bắc Lương. Thậm chí có người dân còn đốt cả pháo. Chu Lâm Lâm nhìn thấy khung cảnh truyền hình trực tiếp thì hoàn toàn ngơ ngác, cô ấy không thể ngờ được rằng ông chủ của mình lại là vua Bắc Lương. Mà phía Âu Lục lúc này cũng không bình tĩnh y như thế, Phiêu Ẩn gần như đang rơi những giọt nước mắt ăn năn mà đấm vào ngực mình. Nếu như năm đó hắn không nghe theo ý của gia tộc,
rời bỏ Tiêu Chính Văn, vậy thì hắn sẽ có vinh quang ở mức độ nào cơ chứ? Thế nhưng vì sự lo lắng nhất thời lại khiến cho bản thân vuột mất cơ hội để được đứng ngang hàng với Tiêu Chính Văn. Đúng là khiến người ta quá bất ngờ, cường giả ở cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao lại có thể giết chết hai cao thủ ở cảnh giới bán bộ nhân vương, rõ ràng không thể tin nổi. Tộc trưởng của gia tộc Canter nở một nụ cười khổ. Cụ ta biết, từ sau khi Tiêu Chính Văn mạnh mẽ trở về thì thật sự không còn chuyện gì của gia tộc Canter bọn họ nữa rồi. Dù sao trong vòng 5 năm này, gia tộc Canter chưa từng làm gì cho Tiêu Chính Văn. Không, không đúng, ông nội, tòa lâu đài cổ của anh Tiêu vẫn luôn do người nhà chúng ta trông coi mà. Phiêu ẩn giống như túm được cái phao cứu mạng cuối cùng, hết sức kích động lên tiếng. Ông cụ gia tộc Canter nghe thấy lời này thì trong mắt cũng phát ra tia sáng lấp lánh. Đúng, trong vòng 5 năm này, người của gia tộc Canter chưa từng ngơi nghỉ, mỗi ngày đều cử người tới quét dọn tòa lâu đài cổ của Tiêu Chính Văn, thậm chí ngay cả trong sân vườn cũng được trồng đủ loại hoa tươi. Đây có thể là quyết định chuẩn xác nhất của cả gia tộc rồi. Mau, mau liên hệ với đại sứ của Hoa Quốc, chúng ta phải trả trang viên lại cho cậu Tiêu. Ông cụ gia tộc Canter đã kích động tới độ nói năng lộn xộn luôn rồi. Cả Âu Lục này, ai có thể với tới được nhân vật lớn như vậy? Chỉ có gia tộc Canter mà thôi. Mặc dù gia tộc Canter không có cao thủ trở về, thế nhưng dù chỉ bám được vào gót giày của Tiêu Chính Văn thì bọn họ cũng có thể trở thành gia tộc số 1 Âu Lục. Lúc này, bên trong phòng làm việc của Hắc Băng Đài tại Long Kinh, Tần Vũ đang nhìn Vương Quốc Xương phía đối diện bằng vẻ mặt thoải mái. Lúc này, Vương Quốc Xương đứng phắt dậy, thậm chí còn chẳng chào hỏi gì đã dẫn thuộc hạ trở về phòng làm việc của mình. Xong rồi xong cả rồi. Lạc Tề Anh chính là tên phế vật. Bán bộ nhân vương của năm đại danh sơn rõ ràng chính là đống rác rưởi. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Vương Quốc Xương phẫn nộ lớn tiếng gầm lên trong phòng làm việc. Tổng tư lệnh Vương, bình tĩnh đi. Một phụ tá bên cạnh Vương Quốc Xương vội vàng tiến lên khuyên giải. Đúng đúng đúng, tôi phải bình tĩnh, tôi buộc phải bình tĩnh. Vương Quốc Xương thở dốc, nói, mau, phái đội bảo vệ, cho cả đại viện tới canh giữ cho tôi. Hắn đã sợ khiếp phía từ lâu, đâu thể bình tĩnh được nữa. Trong mấy năm nay, hắn đã làm bao nhiêu việc thất đức, ngay cả bản thân hắn cũng không đếm hết được. Vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn có tính khí thế nào chứ? Những cái khác hắn không lo lắng, hắn chỉ lo lắng Tiêu Chính Văn sẽ đích thân tìm hắn tính sổ. Năm đại danh sơn lúc này tự lo cho mình còn chưa xong, đâu rảnh rỗi mà bảo vệ cho hắn. Văn võ khắp triều, thậm chí ngay cả thiên tử mà hắn cũng đã đắc tội, ai sẽ cầu xin cho hắn vào lúc này cơ chứ? Chẳng mấy chốc, Vương Quốc Xương nhận được một tin dữ, Tiêu Chính Văn và mấy người đại trưởng lão đã tới Long Kinh. Mẹ kiếp, nhìn thấy tin tình báo này, Vương Quốc Xương suýt ngất luôn tại chỗ. Sân bay Long Kinh lúc này đã đông kín người từ lâu. Mấy người Long Ngũ, Long Thất lãnh đạo đội cấm vệ quân xếp thành hàng ngũ ngay ngắn đợi máy bay của Tiêu Chính Văn hạ cánh. Mà bên ngoài sân bay Long Kinh, vô số người dân Long Kinh đều đang ôm hoa tươi chờ đợi người anh hùng trong lòng bọn họ trở về. Càng là như vậy, Vương Quốc Xương càng cảm thấy đứng ngồi không yên. Máy bay hạ cánh rồi. Phụ tá nói ra năm chữ này, dọa Vương Quốc Xương sợ tới mức phát run. Mau, tăng thêm người, phong tỏa hết cả tòa nhà cho tôi. Bất cứ ai, tôi nói bất cứ ai cũng không được phép vào trong. Mau, Vương Quốc Xương điên cuồng gầm lên. Mỗi một bước Tiêu Chính Văn đi về phía Long Kinh, sinh mạng của hắn gần như bớt đi một giây. Chỉ là, hắn vừa mới nói dứt lời, một tiếng ồn lớn đột nhiên vang lên, cửa phòng làm việc của Vương Quốc Xương bị người ta dùng lực đá tung, ngay cả phụ tá vừa mới chạy ra ngoài cũng bị đá văng ngược trở lại trong phòng. Vương Quốc Xương run rẩy nhìn ra phía cửa. Chỉ thấy Tần Vũ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước vào trong. Sau lưng anh ta còn có một ông lão, chính là đại trưởng lão của Võ Tông. Người đi phía sau cùng rõ ràng là một chàng trai trẻ. Tiêu Chính Văn, bộp, Vương Quốc Xương ngồi phịch lên ghế. Tần Vũ liếc thấy Vương Quốc Xương vô cùng hoảng loạn, châm chọc nói, xem ra xếp Vương rất hoảng. Hoảng, tôi đang ở phòng làm việc của mình, có cái gì phải hoảng chứ? Vương Quốc Xương ra vẻ trấn tĩnh lau mồ hôi lạnh trên trán rồi vịn ghế đứng dậy. Đầu tiên hắn bắt tay với đại trưởng lão của Võ Tông, sau đó gật đầu với Tiêu Chính Văn nói, ồ, người anh em này là, đây là anh em tốt nhiều năm của tôi,
vua Bắc Lương, Tiêu Chính Văn. Tần Vũ cười lạnh lùng giới thiệu. Thật ra Vương quốc Xương sao lại không biết Tiêu Chính Văn. Vừa rồi chỉ là ra vẻ mà thôi. Ôi, vua Bắc Lương đã trở lại rồi sao? Vương quốc Xương vô cùng nhiệt tình bước lên đón, như thể hắn vừa biết về một sự việc trọng đại nào đó. Ôi, vua Bắc Lương, tôi từ nhỏ đã nghe những truyền thuyết của anh mà lớn lên, thật không ngờ giờ đây anh lại càng trở nên bản lĩnh hơn. Tôi thật sự quá kích động rồi. Người đâu, nhanh, vua Bắc Lương hạ cố đến thăm, nhanh chuẩn bị loại trà hảo hạng nhất. Vương quốc Xương nói xong một lúc lâu nhưng không có ai trả lời hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 89.